Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 545. Đến lúc đó, người khác tọa sơn quan hổ đấu, chúng ta coi như thắng hồn thiên đế, lại kết thúc như thế nào đâu? Ngôi sao nhỏ a một tiếng, nói, đúng a, ca ca, vậy làm sao bây giờ? Diệp Thần lắc đầu, nói, sát lục đánh trận, dắt một phát động toàn thân, tử sinh chỗ, tồn vong chi đạo, không thể không có xem xét. Bất quá Nhậm tiền bối cùng Phật tổ bọn hắn sẽ xử lý, chúng ta chỉ phải nhanh một chút tu luyện, đuổi kịp cước bộ của bọn hắn liền tốt. Đại cách cục bên trên mưu tính, Diệp Thần cũng không tính nhúng tay, bởi vì hắn biết, mình bây giờ, nói cho cùng chẳng qua là một cái thiên nguyên cảnh ba tầng trời võ giả thôi, còn chưa đủ mạnh mẽ. Hắn xem như luân hồi trận doanh lãnh tụ tinh thần, đến mức trên thực tế quyết sách, giao cho Nhậm Phi Phàm cùng Phật tổ xử lý liền tốt, đối Diệp Thần tới nói, chuyện trọng yếu nhất. Liền là tu luyện, không ngừng tu luyện mạnh lên. Chờ hắn cũng có được thiên đế cảnh thực lực, cái kia là có thể quét ngang chư thiên hết thảy vô địch. Đi thôi, đi luân hồi tinh giới. Diệp Thần nói. Ngôi sao nhỏ nói tốt, ca ca, chúng ta ngồi thuyền đi. Nàng tiêm tay khẽ vẫy, một tia sáng trắng lưu động, một chiếc to lớn phương chu, xuất hiện tại nàng và Diệp Thần trước mặt, xem đường nét đúng là thiên quang trục nhật hạm. Thiên quang trục nhật hạm. Diệp Thần khẽ giật mình, hắn thiên quang trục nhật hạm, lúc trước tinh không tranh bá thi đấu thời điểm, đã bị đệ nhị thiên nhai một trường đánh nổ, không nghĩ tới ngôi sao nhỏ lại nặng đúc ra tới. Ngôi sao nhỏ cười nói, đúng vậy, ca ca, đại chủ tể đưa rất nhiều tài nguyên tới, nói đều là hoa tổ di vật, ta lấy một bộ phận giúp ngươi đúc lại phương chu, mặt khác tài nguyên, đại chủ tể đều giao cho tôn di tỷ tỷ, hắn nói gọi ngươi bỏ qua cho. Diệp Thần gật đầu nói, không sao. Chúng ta đi thôi. Hắn liền cùng ngôi sao nhỏ cùng một chỗ, leo lên thiên quang trục nhật hạm, xuất phát đi tới luân hồi tinh giới. Đại chủ tể nắm tài nguyên đều giao cho Tôn Di, hiển nhiên là muốn nhường Tôn Di chế tạo rừng rậm sách, xem ra hắn còn đối tinh không bỉ ngạn nhớ mãi không quên, nghĩ muốn rèn đúc một gốc nối thẳng bỉ ngạn thần thụ, dạng này có khả năng trực tiếp bò lại đi. Diệp Thần tự nhiên là không ngại, bởi vì hắn biết, hoa tổ tài nguyên. Đánh nhau tạo luân hồi sách tới nói, là còn thiếu rất nhiều, hạt cát trong sa mạc, bất quá gân gà, toàn bộ cho Tôn Di cũng không sao. Ngồi thiên quang trục nhật hạm, Diệp Thần cùng ngôi sao nhỏ, rất mau tới đến luân hồi tinh giới. Chỉ thấy luân hồi tinh giới bên trong, luân hồi trận doanh các đệ tử, đang ở thanh lý phế tích, kiến tạo ra viên mới, một bộ khí thế ngất trời tràng diện, một chút mạnh mẽ tồn tại, thì tại chữa trị thiên địa pháp tắc, chữa trị phá toái hư không. Nhìn thấy Diệp Thần thuyền đến, hết thảy luân hồi trận doanh đệ tử, đầu tiên là giật mình, sau đó vô cùng kính sợ sùng bái quỳ xuống, cùng kêu lên tán tụng cung nghênh thiên chủ pháp giá. Tinh không thần sơn bên kia, cảm giác thiên cơ, biết Diệp Thần muốn tới, lập tức chuẩn bị nghênh đón. Làm Diệp Thần đến thời điểm, rất nhiều luân hồi trận doanh đệ tử, đã quỳ trên mặt đất nghênh đón. Ngụy Dĩnh, Kỷ Tư Thanh, Hạ Nhược Tuyết, Diệp Lạc Nhi, Tiêu Mộng Ly chư nữ. Tại Phật tổ chỉ huy dưới, đang ở tinh không thần sơn bên trong kiến tạo mới Thượng Hoàng Thiên Cung cung điện, nhìn thấy Diệp Thần đến, chư nữ cùng Phật tổ liền tiến lên nghênh đón. Phật tổ vui vẻ nói, luân hồi chi chủ, cung nghênh pháp giá, người cuối cùng thức tỉnh. Lại thoáng nhìn Diệp Thần trống rỗng tay áo trái, hắn có chút không đành lòng, thở dài, ngươi vì sửa Nhậm huynh vận mệnh, hy sinh quá lớn, dùng luân hồi huyết mạch cùng luân hồi nguyên thể chi đặc thù. Chỉ sợ liền tinh không thần trì, đều không thể khôi phục ngươi tay cụt. Tinh không thần trì linh khí vô cùng dồi dào, người chết đều có thể phục sinh, nhưng bởi vì Diệp Thần là cực đặc thù tồn tại, luân hồi gân cốt khí huyết, đều là nghịch thiên, xuất hiện tay cụt lớn như vậy băng thiếu, tinh không thần trì đều khôi phục không được. Diệp Thần cười nói, không sao, Phật tổ, ta có khôi phục chi pháp, chỉ cần có thể tìm được bạch hổ mảnh vỡ là đủ. Đem cái kia bạch hổ mảnh vỡ tọa độ cầu lấy ra. Phật tổ lập tức kinh hỉ, nói, thật chứ, Nhậm huynh đang bốn phía vì ngươi bôn ba, đáng tiếc cũng là nghĩ mãi không ra, nếu là này thần giáp mệnh tinh mảnh vỡ, có thể để ngươi phục hồi như cũ, liền không thể tốt hơn. Hắn liếc mắt nhìn bạch hổ mảnh vỡ tọa độ cầu, nói, này mảnh vỡ, là tại vọng hồ đạo tràng sao? Ngô, nơi này, ta ngược lại thật ra chưa nghe nói qua, bất quá đã có tọa độ, ta gọi Nhậm huynh thay ngươi thu hồi mảnh vỡ là được. Dứt lời. Phật tổ phát ra một đạo đưa tin phù, tựa hồ là cáo chi Nhậm Phi Phàm, khiến cho hắn đi lấy bạch hổ mảnh vỡ.
Diệp Thần tâm bên trong vui vẻ, nếu là Nhậm Phi Phàm có thể thu hồi Bạch Hổ mảnh vỡ, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn, hắn tới lúc gấp rút cần khôi phục tay cụt, mà Bạch Hổ mảnh vỡ chính là then chốt. Phật Tổ nói, luân hồi chi chủ, người trước nghỉ ngơi một chút, Nhậm huynh đoán chừng rất nhanh liền có thể trở về. Diệp Thần nói, được. Phật Tổ tại Tinh Không Thần Sơn bên trong, tu kiến Thượng Hoàng Thiên Cung cung điện, tại Tinh Không Thần chỉ phụ cận, vì Diệp Thần tạo một tòa hành cung. Diệp Thần liền lợi dụng Thánh Linh Phù, trực tiếp truyền tống đến hành cung bên trong. Trước đây Diệp Thần đoạt được Tinh Không tranh bá thi đấu quán quân, Nguyên Thiên Đế ban cho hắn Thiên Đường Vương Miện, Thánh Linh Phù, Tinh Thiên Ký Linh Quyết, có thể chấp trưởng luân hồi tinh giới, chấp trưởng Tinh Không Thần Sơn, chấp trưởng thần trì. Dựa vào Thánh Linh Phù, có thể tự do tại Tinh Không Thần Sơn các nơi truyền tống xuất nhập, 10 điểm thuận tiện. 3 ngày trước trận kia kinh thế đại chiến, cũng không có đối Tinh Không Thần Sơn tạo thành nghiêm trọng phá hư, ngọn núi này quá cao quá lớn, căn cơ cũng quá thâm hậu, trước hết nhất là Triều Thiên Sơn thần thân thể biến thành, lúc bắt đầu về sau là một gò núi nhỏ, tại Nguyên Thiên Đế không ngừng kinh doanh lớn mạnh dưới, lại lấy được Tinh Không Bỉ Ngạn chúc phúc, ngọn núi này đã cất cao đến cực kỳ trình độ kinh khủng, ngọn núi cũng kiên cố đến đáng sợ. Tại Tinh Không Thần Sơn ngọn núi bên trong, chôn giấu lấy rất nhiều viễn cổ ma thần thi hài, đó là Nguyên Thiên Đế sát lục ma thần, đem ngàn ngàn vạn vạn ma thần thi cốt, bổ sung đến Tinh Không Thần Sơn bên trong, mới khiến cho ngọn núi này lớn mạnh đến tình trạng như thế. Cho nên, chân chính chế tạo Tinh Không Thần Sơn người, cũng không là Triều Thiên Sơn thần, mà là Nguyên Thiên Đế. Diệp Thần đi vào hành cung, tại hắn hành cung bên ngoài, liền là Tinh Không Thần Trì. Từng sợi ôn nhuận linh khí phiêu đáng, thấm vào ruột gan. Lúc này ở Tinh Không Thần Trì bên cạnh, Hoàng Lão cùng Thiên Ung Hoàng, các mang theo chút cường giả, phân biệt đại biểu cho đạo tông trận doanh cùng chân lý sẽ trận doanh, chế tạo một cái phục sinh tế đàn, đang không ngừng phục sinh lấy trận đại chiến kia người đã chết. Diệp Thần nhìn một chút, đoán chừng còn muốn mấy ngày nữa, hắn có thể chân chính tiếp trưởng Tinh Không Thần Trì. Hắn cũng không để ý, cũng không quấy rầy Hoang Hiện Lão cùng Thiên Ung Hoàng, chính mình trở lại hành cung trong phòng nghỉ ngơi, chờ đợi Nhậm Phi Phàm trở về. Bằng vào ta bây giờ tu vi, thiên nguyên cảnh 3 tầng trời, đoán chừng có khả năng lại nuốt một kim liên. Diệp Thần móc ra Thanh Liên đạo tổ di vật, cửu biện kim liên, này cửu biện kim liên, một so một lợi hại, mỗi một cánh đều ẩn chứa 9 loại đại thần thông, hắn trước kia nuốt 3 cánh, hiện tại liền dự định nuốt đệ tứ cánh. Hắn trước mắt gãy một cánh tay, khí huyết hao tổn đến quá lợi hại, nuốt một kim liên, cũng có thể thẩm bổ điểm khí huyết. Nghĩ như vậy, Diệp Thần không do dự, lập tức liền bẻ một kim liên, nhét vào trong miệng nuốt vào. Kim liên vào miệng tan đi, hóa thành một cỗ tinh màu vàng óng linh dịch, chảy vào Diệp Thần trong cơ thể. Oanh! Lập tức, một cỗ dư thừa linh khí, ngay tại Diệp Thần trong cơ thể nổ tung, Diệp Thần suy hao tổn khí huyết, quả nhiên là trong nháy mắt, đạt được rất nhiều bổ sung tẩm bổ, trong đan điền linh khí sôi trào. Tu vi lại cũng đi theo đột phá, theo thiên nguyên cảnh 3 tầng trời sơ giai, đột phá đến 3 tầng trời trung giai mức độ. Rất tốt, thế mà còn để cho ta đột phá, này cửu biện kim liên quả nhiên là chí bảo. Diệp Thần tâm bên trong mừng thầm, lại cảm nhận được trong óc, tràn vào từng môn đại thần thông, là kim liên bên trong ẩn chứa diệu pháp, tổng cộng có cửu môn, phân biệt là Băng Tâm Ngưng Nguyệt Quyết, Ngọc Thanh Tiêu Giao Bộ, Lớn Thiên Thí Thần Chỉ, Ngục Hỏa Phần Thiên Trường, Vạn Kiếm Về Diệt, Thanh Liên Chín Phong Tận, Bách Luyện Quy Nhất Pháp, Thiên Hoa Loạn Mưa Tiến, Nhất Niệm Thần Ma Quyết. Diệp Thần cảm ngộ này cửu môn đại thần thông, chỉ cảm thấy thức hải chấn động, lấy được chỗ ích không nhỏ, cảm thấy kinh đeo, Thanh Liên đạo tổ không hổ là nguyên sơ thế giới chúa tể, quá lợi hại, không hổ là có thể chế tạo ra thiên mẫu nương nương vĩ đại tồn tại, hắn sáng tạo công pháp thần thông, thật sự là một môn so một môn lợi hại a. Càng là cảm ngộ xuống, Diệp Thần càng là thấy Thanh Liên đạo tổ lợi hại, đáy xúc tích thâm hậu, đỉnh phong nhất thời điểm, thực lực chênh lệch không nhiều có thể cùng Nguyên Thiên Đế, Hồn Thiên Đế trở sánh vai cùng, chỉ bất quá hắn không có tranh bá thiên hạ dã tâm, một lòng muốn đi Tinh Không Bỉ Ngạn, vì thế rèn đúc ra thiên mẫu, thường ngày lại chuyên tâm tĩnh tu, sáng chế ra đủ loại mạnh mẽ thần thông pháp môn. Diệp Thần chính mình nắm giữ thần thông bí pháp, cũng là phong phú, vô tận vô lượng. Bình thường công pháp đã không thỏa mãn được hắn, cũng dẫn không dậy nổi hắn mảy may hứng thú. Nhưng này đệ tứ cánh kim liên bên trong 9 môn thần thông, lại có chừng 5 môn, nhưng Diệp Thần có đầy đủ hứng thú. Này quá kinh khủng,
9 môn thần thông, lại có 5 môn nhiều như vậy có thể vào Diệp Thần Pháp Nhãn, rõ ràng Thanh Liên Đạo Tổ tạo hóa chi sâu. Này 5 môn, chính là Lớn Thiên Thí Thần Chỉ, Ngục Hỏa Phần Thiên Trưởng, Vạn Kiếm Về Diệt, Bách Luyện Quy Nhất Pháp, Nhất Niệm Thần Ma Quyết. Trong đó, Lớn Thiên Thí Thần Chỉ cùng Ngục Hỏa Phần Thiên Trưởng, là cương mãnh bá đạo võ kỹ, đối Diệp Thần võ đạo rất có tăng thêm. Vạn Kiếm Về Diệt là kiếm pháp, cũng là 10 điểm lăng lệ hung hãn tồn tại, so thứ ba cánh kim liên bên trong chỗ ghi lại Cửu Tiêu Phi Vũ Kiếm, kiếm khí uy năng ít nhất cường hãn gấp 10 lần. Còn có Nhất Niệm Thần Ma Quyết, là sáng tạo loại bí pháp, có thể trong một ý nghĩ, sáng tạo thần ma. Tỷ như năm đó Thiên Mẫu, ban đầu thời điểm, liền là Thanh Liên Đạo Tổ, dùng Nhất Niệm Thần Ma Quyết sáng tạo ra. Ngoài ra, Nhất Niệm Thần Ma Quyết, còn có thể dùng làm đối địch, ép chế tinh thần của địch nhân, có thể trong một ý nghĩ, để cho địch nhân theo thần biến thành ma, tòng ma biến thành thần, từ đó để cho người ta điên cuồng, để cho người ta thần phục, vô cùng kỳ diệu. Diệp Thần yên lặng lĩnh ngộ, lực chú ý cuối cùng rơi vào Bách Luyện Quy Nhất Pháp phía trên. Bách Luyện Quy Nhất Pháp, có thể tinh luyện vạn vật tinh túy, quy về Nhất Pháp, cũng là kỳ diệu, không biết có thể hay không tinh luyện ta đạo thiên kiếm tinh túy. Diệp Thần tâm nghĩ sinh động, hắn sáng tạo ra vĩ đại kỳ quan đạo thiên kiếm, nhưng đạo thiên kiếm uy lực to lớn, triệu hoán cũng 10 điểm gian nan, mỗi lần triệu hoán đều sẽ nhường Diệp Thần thân thể tiếp nhận to lớn gánh vác. Nếu có một loại phương pháp để luyện ra đạo thiên kiếm bộ phận tinh túy, rèn đúc thành bình thường binh khí, vậy đối Diệp Thần tới nói, liền dễ dàng hơn. Nghĩ như vậy, Diệp Thần liền ở trong lòng hiện ra đạo thiên kiếm kỳ quan pháp tướng, sau đó vận chuyển Bách Luyện Quy Nhất Pháp, tinh luyện bản tâm, thử nghiệm đem đạo thiên kiếm bộ phận tinh túy để luyện ra. Ong ong! Như vậy tinh luyện phía dưới, một màn kỳ dị liền xuất hiện, chỉ thấy Diệp Thần trước người hư không, thần quang nở rộ, rất nhanh liền nổi lên một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này vẻ ngoài, hoàn toàn cùng đạo thiên kiếm giống như đúc, chẳng qua là thân kiếm bên trên không có pháp tắc phù văn, thiếu một cỗ chí cao thiên đạo uy áp diệu bao hàm, nhưng phong mang đã là 10 điểm lăng lệ, kiếm khí bức người, cũng có được không cạn đạo uẩn. Rất tốt, quả nhiên tinh luyện thành công. Thanh kiếm này, liền gọi tiểu đạo thiên kiếm đi. Diệp Thần mừng rỡ, Bách Luyện Quy Nhất Pháp hiệu quả rõ rệt, hắn quả nhiên đem đạo thiên kiếm một tia tinh túy để luyện ra. Cũng đúc tạo thành trước mắt tiểu đạo thiên kiếm. Này nắm tiểu đạo thiên kiếm, luận uy lực, dĩ nhiên không thể cùng chân chính đạo thiên kiếm kỳ quan so sánh, nhưng lại có thể nhường Diệp Thần thường ngày sử dụng, xem như bình thường binh khí. Đương nhiên, này bình thường binh khí, là cùng chân chính đạo thiên kiếm kỳ quan tương đối mà nói, luận phong mang sát phạt, Diệp Thần này nắm tiểu đạo thiên kiếm, so với hắn trước kia luân hồi thiên kiếm còn lợi hại hơn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trên thực tế, vì bổ sung đạo thiên kiếm khái niệm, Diệp Thần cũng đem luân hồi thiên kiếm bổ sung tiến vào, cho nên này nắm tiểu đạo thiên kiếm, có thể xem như tiến giai bản luân hồi thiên kiếm, thực tế uy lực thậm chí so với thôn vũ đao còn lợi hại hơn một chút. Diệp Thần huy kiếm vũ động mấy lần, kiếm quang cuồn cuộn, đại đạo khí thức xâm nghiêm, hắn rất là hài lòng, liền đem tiểu đạo thiên kiếm thu vào. Oanh long long. Đúng lúc này, Diệp Thần nghe phía bên ngoài truyền đến một cỗ kinh khủng tiếng nổ vang rền, có mạnh mẽ sóng linh khí, như lũ quét cuốn tới quét ngang tới. Hắn đẩy cửa phòng ra, ra đến hành cung bên ngoài xem xét, đã thấy luân hồi tinh giới bên trên bầu trời, kim quang nở rộ, một đạo vĩ ngạn mạnh mẽ thân ảnh liệt không hàng lâm xuống, chính là Nhậm Phi Phàm. Nhậm tiền bối hồi trở lại đến rồi. Diệp Thần nhìn thấy Nhậm Phi Phàm thân ảnh, lập tức mừng rỡ. Chứng đạo siêu phẩm thiên đế Nhậm Phi Phàm, khí thế cường hoành phi thường, mọi cử động dắt động thiên địa đại thế, bá khí vô địch, kim quang hạo đãng nghìn vạn dặm, buông xuống ở đâu, nơi nào hắc ám liền muốn phá diệt, hắn giống như đã thành chí tôn vô địch chúa tể. Cung nghênh Nhậm Pháp Phương trở về. Luân hồi trận doanh rất nhiều đệ tử, nhìn thấy Nhậm Phi Phàm sau khi trở về, cũng dồn dập quỳ xuống nghênh đón. Nhậm Phi Phàm là Diệp Thần hộ đạo giả, là luân hồi trận doanh hộ giáo Pháp Phương. Cho nên có xưng hô này. Soạt, Nhậm Phi Phàm thân thể lóe lên, trực tiếp liền hạ xuống Diệp Thần bên người. Diệp Thần, ta trở về. Nhậm Phi Phàm nhìn thấy Diệp Thần tinh thần sung mãn bộ dáng, trở nên kích động, nắm thật chặt tay phải của hắn, nhưng nhìn thấy hắn tay áo trái rỗng tuếch, hắn trong con người cũng có chút trắc ẩn cùng co rúm. Nếu như không phải là vì cứu hắn,
Diệp Thần cũng sẽ không lưu lạc đến tận đây. Diệp Thần cười nói, Nhậm tiền bối, ngươi trở về liền tốt, ngươi đột phá bước vào siêu thiên chi cảnh, ta còn không có cùng ngươi chúc mừng đâu, chúc mừng. Nhậm Phi Phàm cười nói, ta có thể đột phá, đều là công lao của ngươi, ta mệnh đều là ngươi cho. Diệp Thần cười cười, nói tốt, không nói cái này, giữa chúng ta, cũng không cần khách khí như vậy, ha ha. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, hỏi nói, Bạch Hổ mảnh vỡ lấy được sao? Hắn tại Nhậm Phi Phàm trên thân, cũng không có bắt được Bạch Hổ mảnh vỡ khí tức, cảm thấy có chút lo lắng. Nhậm Phi Phàm biểu lộ ngưng tụ, lắc lắc đầu nói, không có, ngươi xác định cái kia Bạch Hổ mảnh vỡ, là tại Vọng Hồ đạo tràng sao? Ta không có tìm được. Diệp Thần ngẩn ngơ, nói, không tìm được, cái này sao có thể, ta xác định mảnh vỡ kia hạ lạc không sai. Thiên Mẫu nương nương cho Diệp Thần tọa độ cầu, không có giả, mà lại Diệp Thần cũng có thiên cơ cảm ứng, hắn có thể thấy Bạch Hổ mảnh vỡ, ngay tại Vọng Hồ đạo tràng không sai. Nhậm Phi Phàm cau mày nói, này có thể kỳ quái, ta thoáng suy tính qua, cái kia Vọng Hồ đạo tràng, là một vị nào đó cổ lão đại năng đạo tràng, nhưng sau này đã bị Sửu Thần tộc người chiếm cứ. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nói, Sửu Thần tộc. Bạch Hổ mảnh vỡ đối với hắn phi thường trọng yếu, nếu như Bạch Hổ mảnh vỡ chỗ Vọng Hồ đạo tràng, bị Sửu Thần tộc chiếm lấy, vậy nhưng cực kỳ không ổn. Nhậm Phi Phàm nói, đúng vậy, ta dựa theo Phật Tổ cho tọa độ của ta, tiến đến Vọng Hồ đạo tràng thời điểm, phát hiện nơi này vô cùng che giấu, nếu như không có các ngươi cho tọa độ, ta không có khả năng tìm tới. Mà cái này Vọng Hồ đạo tràng, sớm đã bị Sửu Thần tộc Hắc Ám Ma Quân chiếm đoạt. Sửu Thần tộc có cửu đại ma quân, là theo thế giới Khải Kỳ lục 9 chương tà điển bên trong đản sinh ra, Hắc Ám Ma Quân liền là cái thứ nhất, là theo thế giới Khải Kỳ lục chương 1, Hắc Ám thức tỉnh bên trong diễn sinh ra đến, đại biểu cho Sửu Thần ban đầu Hắc Ám tư tưởng, muốn cho Hắc Ám che trời, yên diệt thế giới. Ba ngày trước đại chiến, cửu đại ma quân toàn bộ buông xuống, cái kia Hắc Ám Ma Quân cũng ở trong đó, Diệp Thần có chút ấn tượng. Cái gì, chẳng lẽ Bạch Hổ mảnh vỡ, đã bị Hắc Ám Ma Quân cướp đi sao? Diệp Thần lập tức liền lo lắng, nếu là Bạch Hổ mảnh vỡ trong tay Hắc Ám Ma Quân, vậy thì phiền toái. Nhậm Phi Phàm nói, không có, ta thần thức quét qua toàn bộ Vọng Hồ đạo tràng, căn bản không có phát hiện có bất kỳ Bạch Hổ mảnh vỡ tung tích, ta lại bắt mấy cái Sửu Thần tộc đệ tử siêu hồn, phát hiện Hắc Ám Ma Quân cũng đang tìm kiếm Bạch Hổ mảnh vỡ. Nhưng hắn vơ vét vạn cổ kỳ nguyên, đều không tìm được Bạch Hổ mảnh vỡ mảy may tung tích. Ta nghĩ, đã từng Vọng Hồ đạo tràng, hẳn là có Bạch Hổ mảnh vỡ, nhưng sau này khả năng thất lạc. Diệp Thần nói, không không không, không có khả năng, ta cảm ứng sẽ không ra sai, Bạch Hổ mảnh vỡ hoàn toàn chính xác ngay tại Vọng Hồ đạo tràng bên trong. Nghe vậy, Nhậm Phi Phàm lớn cau mày, nói, ngươi chắc chắn chứ? Này có thể kỳ quái. Ta làm sao mảy may cũng không cảm ứng được. Tại tấn thăng siêu phẩm thiên đế về sau, Nhậm Phi Phàm thần thức cường độ, có thể xưng nghịch thiên, nếu như Vọng Hồ đạo tràng thật có Bạch Hổ mảnh vỡ, hắn quét nhìn một thoáng liền biết, nhưng hắn cũng không có tìm được. Hắn lại ghi nhớ lấy Diệp Thần, tại xác định không có uổng phí Hổ mảnh vỡ dấu vết về sau, hắn liền không có dừng lại thêm tại Vọng Hồ đạo tràng, mà là lựa chọn trực tiếp trở về. Diệp Thần trầm ngâm nói, vấn đề này có chút cổ quái, thế mà liền Nhậm tiền bối ngươi, đều không có phát giác được Bạch Hổ mảnh vỡ tung tích, xem ra ta muốn đích thân đi cái kia Vọng Hồ đạo tràng một chuyến. Nhậm Phi Phàm khoát tay một cái nói, không được, ngươi vừa mới tô tỉnh, thân thể còn không có khôi phục, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Thần cười nói, cái kia qua mấy ngày chờ ta hoàn toàn khôi phục, ta lại đi điều tra điều tra. Diệp Thần có thể vô cùng xác định, Bạch Hổ mảnh vỡ ngay tại Vọng Hồ đạo tràng. Hắn cảm ứng không có sai, nhưng Nhậm Phi Phàm thế mà bắt không đến mảy may dấu vết, cái này thực sự quá kỳ quái. Kỳ quái như thế tình huống, Diệp Thần dự định chính mình đi điều tra một chút, cũng coi là lịch luyện. Nhậm Phi Phàm gật gật đầu, tự nhiên cũng biết, Diệp Thần nghĩ muốn trưởng thành, liền cần chân chính lịch luyện. Bất quá, hắn cũng biết này Vọng Hồ đạo tràng nguy hiểm, nói, này Vọng Hồ đạo tràng, là Hắc Ám Ma Quân địa bàn. Hắc Ám Ma Quân có thể là cửu đại ma quân một trong, là Sửu Thần dưới trướng trợ thủ đắc lực, cực kỳ cường hãn, nơi này đối với ngươi mà nói, vẫn là nguy hiểm điểm, ngươi như đụng phải có cái gì hung hiểm chỗ, nhớ kỹ kêu gọi tên của ta. Diệp Thần tâm bên trong ấm áp, nói ta biết, Nhậm tiền bối, ngươi sẽ thủ hộ ta. Nhậm Phi Phàm nói, ừm,
tóm lại, ngươi hết thảy cẩn thận, bây giờ hồn thiên đế đã phục sinh, ta phải tỏa trấn luân hồi tinh giới, không thể lại dễ dàng đi ra, bằng không đợi hồn thiên đế thương thế tốt lên về sau, hắn lúc nào cũng có thể đánh lén, mà lại Hồng Quân đối ngươi hận ý rất lớn, ta cũng phải đề phòng. Hồng Quân sao? Diệp Thần nhớ tới Hồng Quân lão tổ vĩ đại kỳ quan, bức kia trụ hà thần đồ. Tại trụ hà thần đồ bên trong, ký thác Hồng Quân lão tổ ý chí mãnh liệt, trong đó có cửu thị luân hồi suy nghĩ, đối Diệp Thần cừu hận cực sâu. Cái kia trụ hà thần đồ tư tưởng, cũng hết sức có ý tứ, đem thời gian coi là có điểm xuất phát cùng có cuối điểm tồn tại, chờ đã đến giờ điểm cuối cùng, vạn vật quy khư, lại hồi trở lại đến điểm bắt đầu lại từ đầu đã tới, chư thiên chúng sinh liền kẹt ở thời gian trong luân hồi, không ngừng lặp lại đã từng xảy ra sự tình, vô pháp siêu thoát. Hồng Quân lão tổ tư tưởng trụ hà thần đồ, chính là muốn chế tạo ra một đầu thao thao bất tuyệt thời gian trường hà, vĩnh viễn hướng phía trước chảy xiết, sẽ chỉ tiến lên, sẽ không lui lại, cũng sẽ không luân hồi lặp lại, đại biểu cho hắn thẳng tiến không lùi đại khí phách tư tưởng. Nhậm tiền bối, người nói Hồng Quân trước kia tốt với ta, sau này lại đột nhiên hận ta, là vì cái gì? Hắn hận ta, giống như cũng không phải xuất từ thù riêng, chẳng qua là cảm thấy ta là cái gì tai họa chư thiên rất độc lựu, đến cùng vì cái gì? Diệp Thần mơ hồ nghĩ đến một điểm, nhưng vẫn là nghĩ không quá rõ ràng, hắn mong muốn Nhậm Phi Phàm giải hoặc. Nếu như nghi hoặc có thể giải mở, hắn có lẽ có cơ hội, cùng Hồng Quân lão tổ băng thích hiểm khích lúc trước, quay về tại tốt cũng không nhất định. Nếu có thể một lần nữa lôi kéo Hồng Quân lão tổ, cái kia luân hồi trận doanh liền vô địch, quét ngang hết thảy, liền hồn thiên đế cũng đỡ không nổi. Nhậm Phi Phàm trầm ngâm một thoáng. Cũng nghĩ đến Hồng Quân lão tổ cái kia trụ hà thần đồ tư tưởng, nói, hắn có thể là đem ngươi trở thành thời gian luân hồi trở lại thủ phạm. Diệp Thần nói, thời gian luân hồi trở lại. Nhậm Phi Phàm nói, đúng vậy, ta nghe qua một chút hết sức truyền thuyết đáng sợ, liền là chư thế vạn giới thời gian, kỳ thật một mực tại luân hồi, thời gian là có phần cuối, khi thời gian đi đến phần cuối, lại sẽ hồi trở lại đến điểm bắt đầu, hết thảy phát sinh qua sự tình, đều sẽ lại một lần nữa phát sinh một lần. Nếu như chỉ là đơn thuần lặp lại, vậy cũng không có gì, dù sao thời gian luân hồi trở lại về sau, ai cũng không nhớ nổi đã từng sự tình. Nhưng địa phương đáng sợ, ngay tại ở khi thời gian nhanh lên đến phần cuối thời điểm, tất cả mọi người sẽ nhớ lại hướng thế sự tình, sẽ nhớ kỹ vô hạn trong luân hồi thống khổ cùng tra tấn. Khi thời gian đi tận, vạn vật quy khư, chư giới nghênh đón tận thế, cỗ này tận thế thống khổ, so với đã từng không không thời không mạt pháp thời đại. Còn khốc liệt hơn ngàn tỷ lần. Mà lớn như vậy thống khổ, trước kia đã luân hồi lặp lại ngàn tỷ lượt, người suy nghĩ một chút nếu như đã thức tỉnh này chút kinh khủng hồi ức, thật là đáng sợ cỡ nào, mỗi người đều tại trực tiếp điên mất, tại sụp đổ cùng điên cuồng bên trong nghênh đón tận thế, sau đó lại bắt đầu lại từ đầu, chờ đợi tận thế đến lần nữa. Hết thảy tu luyện, đủ loại hy vọng, tận thế vừa đến, tận thành bọt nước, không được siêu thoát, loại chuyện này, chỉ là suy nghĩ một chút. Cũng đủ để cho người đạo tâm sụp đổ, lâm vào hư vô. Nói xong lời cuối cùng, Nhậm Phi Phàm lắc đầu liên tục, rõ ràng cái này truyền thuyết, chư giới không ngừng luân hồi, thời gian luôn có đi tận một ngày, với hắn mà nói, cũng là chuyện cực kỳ kinh khủng, không thể nghĩ lại, nếu như nghĩ lại, tinh thần sẽ bị ô nhiễm, lâm vào điên cuồng sụp đổ hoàn cảnh. Thời gian quy khư, lại từ đầu đã tới, đây là thống khổ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nếu như không thể từ đầu luân hồi, quy khư sau triệt để tĩnh lặng, kia liền càng thống khổ càng đáng sợ. Người lớn nhất kinh khủng, nguồn gốc từ vị chi, ai cũng không dám xác định, thời gian quy khư sau có thể hay không làm lại từ đầu, đây là lớn nhất kinh khủng cùng khủng bố, đã sợ vô hạn từ đầu luân hồi, lại sợ triệt để lâm vào tĩnh lặng. Diệp Thần ngây dại, nói, cho nên nói, thế giới đang không ngừng luân hồi sao? Hết thảy phát sinh qua sự tình, trước kia đều đã từng xảy ra. Liền là đang không ngừng tái diễn sao? Nhậm Phi Phàm lộ ra một vệt thiển thiển bao la mờ mịt, lắc đầu nói, ta không biết, nhưng hẳn không phải là hoàn toàn lặp lại, bởi vì có hỗn độn cùng xác suất tồn tại, coi như thời gian luân hồi trở lại, có rất nhiều chuyện, cũng sẽ khác biệt, bất quá đại thể hẳn là không sai biệt lắm. Ta đã từng hỏi qua đại chủ tể cùng Nguyên Thiên Đế, này thời gian luân hồi truyền thuyết, đến cùng phải hay không thật, nhưng bọn hắn không có chuẩn xác trả lời ta. Chỉ nói người sống một đời, khó được hồ đồ, có một số việc, không biết so biết muốn tốt. Hiện tại xem ra, Hồng Quân hẳn là tin tưởng cái kia truyền thuyết,
hắn cảm thấy thế giới kẹt ở vô tận trong luân hồi, không được siêu thoát, là bởi vì có ngươi cái này luân hồi chi chủ tồn tại. Chỉ cần giết ngươi, thế giới liền có thể tiếp tục đi tới, sẽ không lại bị khốn tại luân hồi, thời gian cũng sẽ không quy khư, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, không còn có cái gì phần cuối khái niệm. Oanh! Diệp Thần đầu cơ hồ nổ tung, thức hải trống rỗng, không nghĩ tới Hồng Quân lão tổ như thế thống hận hắn, lại là bởi vì cái này thời gian luân hồi trở lại truyền thuyết, nhận định hắn là thời gian luân hồi trở lại thủ phạm, chỉ cần giết hắn, là có thể cứu vớt thế giới. Nhậm tiền bối, nếu như, ta nói nếu như, thật là bởi vì ta tồn tại, dẫn đến thế giới không ngừng luân hồi, người sẽ làm sao? Diệp Thần đột nhiên hỏi. Nhậm Phi Phàm không mang theo nửa điểm lưỡng lự, nói cái kia còn phải hỏi, ta tự nhiên là đứng tại bên cạnh ngươi, ai dám thương ngươi, ta giết kẻ ấy. Ta mệnh đều là ngươi cho, như thật có cái gì thế giới luân hồi, thời gian quy khư, mà ngươi xác thực lại là lớn nhất tội nhân, ta đây cùng ngươi cùng chết. Diệp Thần cực kỳ cảm kích, nghĩ nắm chặt Nhậm Phi Phàm hai tay, lại phát hiện mình chỉ còn lại có một cái tay, đành phải một tay đem nắm, nói ừm, Nhậm tiền bối, đa tạ. Có ngươi tại, ta liền an tâm nhiều. Nhậm Phi Phàm cười nói tốt, không nói cái này, này loại truyền thuyết, quá hư vô mờ mịt, ngươi không cần nghĩ quá nhiều, miễn cho tinh thần bị ô nhiễm, giống Hồng Quân lão tổ dạng này, liền là chấp niệm nổi điên, lúc trước liền Ngạc Tuyền chi thủy cũng dám uống hết, hắn tinh thần đoán chừng sớm đã bị ô nhiễm. Diệp Thần tâm hạ thấy một hồi bi thương, đã từng Hồng Quân lão tổ, là võ tổ bản thân, đối với hắn cũng thật là tốt, bây giờ hai bên quyết liệt, đây không phải hắn mong muốn kết cục. Hiện tại, Diệp Thần thật rất muốn biết rõ ràng, thế giới luân hồi, thời gian quy khư chân tướng, bởi vì đằng trước Đăng Thần cũng đề cập qua tương quan khái niệm. Bất quá, Diệp Thần cũng biết, hắn hiện tại, còn không có tư cách đi phá giải khủng bố như vậy chân tướng, một khi xảy ra điều gì sai lầm, hắn tinh thần rất có thể cũng phải bị ô nhiễm. Nghỉ ngơi thật tốt đi, mau sớm dưỡng tốt thân thể, lại nghĩ biện pháp đi tìm bạch hổ mảnh vỡ, người tốt nhất xác định người cảm ứng không sai. Nhậm Phi Phàm nói lần nữa, hắn vẫn là hoài nghi, Diệp Thần cảm ứng ra sai. Bởi vì tại vọng hồ đạo tràng bên trong, hắn căn bản liền không có phát hiện có bạch hổ mảnh vỡ mảy may tung tích. Diệp Thần ừ một tiếng, hắn tự nhiên là tin tưởng cảm ứng của mình. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Thần lành nghề trong cung nghỉ ngơi, mấy ngày qua đi, trước đó đại chiến người chết, không sai biệt lắm phục sinh hoàn thành, nhưng tinh nhuệ nhất một bộ phận cường giả, là không dễ dàng như vậy sống lại. Luân hồi trận doanh, đạo tông trận doanh, chân lý sẽ trận doanh, đều không nhỏ hao tổn, dĩ nhiên hồn thiên đế cùng sử thần bên kia, tổn thất lớn hơn. Trận đại chiến kia, xem như Diệp Thần bên này thắng. Còn có Chu Mục Thần, cũng bị Nhậm Phi Phàm chém thành trọng thương, hắn một thương nặng, thiên khư thần điện nội chiến, hắn liền rơi hạ phong. Luân hồi trận doanh có chuyên môn đệ tử, thu tập tình báo tin tức, tùy thời hướng Diệp Thần bẩm báo, thiên khư thần điện nội bộ. Vũ Hoàng Cổ Đế đã thừa cơ chiếm thượng phong, tay cầm thiên tội cổ kiếm, dần dần chấp trưởng thiên khư thần điện quyền hành, thậm chí dự định đem thiên khư thần điện lại đổi tên, đổi thành hắn trước kia chấp trưởng vạn khư thần điện. Tên, đại biểu cho trật tự khí tượng, 10 điểm trọng yếu. Nếu là thiên khư thần điện thật đổi tên thành công, thành vạn khư thần điện, cái kia Vũ Hoàng Cổ Đế liền là tuyệt đối thần. Cổ tinh môn bên kia, Hiên Viên Vương theo phía sau màn đi tới trước sân khấu. Đã thành cổ tinh môn trưởng môn. Cốt thiên đế, kính thiên đế, rắn thiên đế, ban thiên đế đám người, cũng biết hiện tại không không lúc nào không, tình thế biến động đến quá lợi hại, hồn thiên đế phục sinh, Nhậm Phi Phàm tấn thăng siêu phẩm thiên đế, Vũ Hoàng Cổ Đế lại muốn quật khởi, biến động lớn đem đến, cổ tinh môn mong muốn dừng chân, nhất định phải có một cái tuyệt đối hạch tâm. Cái này hạch tâm, không hề nghi ngờ, liền là Hiên Viên Vương. Tử thần giáo đoàn bên này, mà Phi Thiên đột phá đến cửu đỉnh cảnh, không, nói đúng ra, không phải đột phá, mà là dần dần thích ứng không không thời không quy tắc, tại vững bước khôi phục chính mình thực lực. Hắn một bước vào cửu đỉnh cảnh, liền là cửu đỉnh cảnh đỉnh phong, ở giữa không cần bất luận cái gì tu luyện, thực lực một cách tự nhiên khôi phục, khoảng cách thần vương cũng bất quá là cách xa một bước. Xem mà Phi Thiên nhanh như vậy đột phá dấu hiệu, đoán chừng không bao lâu, là hắn có thể trở thành thần vương, trở thành thiên đế. Còn có Hồng Quân lão tổ, trước đây hồn thiên đế phục sinh trận chiến kia, hắn bị sử thần khơi gợi lên Ngạc Tuyền chi thủy, kém chút sụp đổ, hiện tại đang lúc bế quan điều dưỡng. Đủ loại tin tức,
không ngừng truyền đến Diệp Thần trong lỗ tai, hiện tại không không lúc nào không, xác thực hỗn loạn, cách cục cùng trước kia khác nhiều, ám lưu hung dũng. Nhưng luân hồi trận doanh bên này, có Nhậm Phi Phàm cái này siêu phẩm thiên đế tọa chấn, Diệp Thần cũng là 10 điểm an tâm. Hắn hiện tại, chỉ phải chuyên tâm tu luyện, mau sớm nhường tay cụt khôi phục là đủ. Diệp Thần đi vào tinh không thần trì. Theo người chết phục sinh hoàn thành, Hoàng Lão cùng Thiên Ung Hoàng đã rút đi, tại mới xây Thượng Hoàng Thiên Cung cung điện bên trong, xử lý còn lại một chút tạp vụ. Tinh không thần trì chung quanh, không có một ai, Diệp Thần có khả năng thật tốt hưởng dụng. Ngôi sao nhỏ hầu ở Diệp Thần bên người, như một cái nhất nhu thuận thị nữ, mặc cho phân công. Diệp Thần cởi bỏ quần áo, đi vào tinh không bên trong thần trì, thấm ngâm. Từng tia mát lạnh ao nước, theo trên da xẹt qua, nhưng Diệp Thần thấy 10 điểm dễ chịu, tay cụt vết thương vừa mới kết vảy, thấm trong nước cũng không phát ngứa, ngược lại tại da tốc khỏi hẳn, kết vảy tại chậm rãi chóc ra lấy, tinh không thần chỉ ao nước linh khí rất nồng nặc, kỳ diệu vô tận. Diệp Thần ngâm ở trong đó, thoải mái trực hừ hừ. Ca ca, dễ chịu một chút sao? Ngôi sao nhỏ ngồi tại bên cạnh cái ao cho Diệp Thần nắn vai, cười nói. Tốt hơn nhiều. Diệp Thần cười cười, không ngừng hấp thu tinh không thần chỉ linh khí, khôi phục thân thể nguyên khí, lại nếm thử câu thông thiên mẫu nương nương, nhưng y nguyên đến không đến mảy may đáp lại. Diệp Thần có chút bất đắc dĩ, đành phải lại đem tinh không thần chỉ linh khí, dẫn dắt nhập luân hồi mộ địa, đi tẩm bổ đạo thiên đế mộ bia. Hắn dự cảm đến, đạo thiên đế đã sắp thức tỉnh, chỉ cần có đầy đủ linh khí tẩm bổ. Hắn chuẩn bị muốn đi vọng hồ đạo tràng. Điều tra bạch hổ mảnh vỡ sự tình, có lẽ sẽ tao ngộ hung hiểm. Nếu như có thể có một vị luân hồi đại năng thức tỉnh lời, cái kia Diệp Thần liền dễ dàng nhiều. Tuy nói hắn có Nhậm Phi Phàm cái này hộ đạo giả, nhưng Nhậm Phi Phàm dù sao muốn tỏa chấn luân hồi tinh giới, mà lại mang nhiều như vậy, Diệp Thần không muốn quá phiền toái hắn, có vấn đề có thể tự mình giải quyết, tự nhiên là tự mình giải quyết tốt nhất. Như thế trôi qua 3 ngày, tại Diệp Thần không ngừng tẩm bổ dưới. Đạo thiên đế mộ bia, rốt cục toát ra trước nay chưa có vầng sáng, một đạo mạnh mẽ thân ảnh, chậm rãi đạp lên thần quang, tại Diệp Thần trước mặt nổi lên. Đó là một người mặc đạo bào màu xanh da trời, đầu đội mũ miện thanh niên nam tử, thoạt nhìn dáng vẻ đường đường, ôn nhuận như ngọc, như nhẹ nhàng quân tử, lại là trong núi cao nhân đắc đạo, oai hùng anh vĩ, khí phách bừng bừng phấn chấn. Diệp Thần xem xét, liền thấy trước mắt cái này người bất phàm, kinh hỉ kêu lên, đạo thiên đế. Là ngươi sao? Cái kia thanh niên nam tử vừa mới tô tỉnh, ngẩn người, nghe được Diệp Thần kêu gọi về sau, lập tức lấy lại tinh thần, chắp tay nói, tại rơi xuống phi thiên, gặp qua mộ chủ, thừa mông mộ chủ khổ tâm kiệt lực, tại hạ cuối cùng có thể tô tỉnh, cảm kích khôn cùng. Vừa nói vừa cúi nằm trên mặt đất, xá một cái. Diệp Thần nói, lạc phi thiên, ngươi không phải đạo thiên đế. Cái kia thanh niên nam tử nói, đạo thiên đế là tại hạ xưng hào. Đi quá giới hạn ca ngợi, là lúc tuổi còn trẻ khí huyết tràn đầy, quá mức cuồng vọng, bây giờ niệm nhớ tới trời cao đất rộng, ta làm sao dám xưng đạo. Diệp Thần nói, nghe nói tiền bối đỉnh phong thời điểm, chính là một vị đạo quân. Lạc Phi Thiên nói, cái gì đạo quân? Xuất. Dừng một chút, tầm mắt ngưng tụ, bấm ngón tay tính toán, bắt được thiên cơ, lập tức kinh hãi, nói, là không thể nói chi cảnh. Mộ chủ, người lại định nghĩa này các loại cảnh giới. Thực sự là, hắn trong lúc nhất thời, tinh thần có chút hốt hoảng, lại tràn đầy rung động, nhìn thấy Diệp Thần chế tạo đạo thiên kiếm, khắc lập thiên đạo định nghĩa không thể nói chi cảnh đủ loại hình ảnh, trong lòng kinh hãi đến không thể phục thêm. Phải biết, hiện tại Diệp Thần, bất quá là trung vị thần, lại dám đi định nghĩa không thể nói chi cảnh, thậm chí có khắc lập thiên đạo ý nghĩ, so nghịch thiên còn nghịch thiên. Nếu như người bình thường làm như thế, Lạc Phi Thiên sẽ cảm thấy hắn cuồng vọng tự đại. Không biết tự lượng sức mình, nhưng Diệp Thần làm như thế, hắn chỉ có kinh đeo thán phục, bởi vì Diệp Thần chính là luân hồi chi chủ, liền hồn thiên đế cùng nguyên thiên đế, đều công nhận hắn định nghĩa. Diệp Thần cười nói, tiểu tử cũng là cuồng vọng, ngược lại để tiền bối chê cười. Lạc Phi Thiên khoát tay một cái nói, không, mộ chủ, người có cuồng vọng tư cách. Người có thể thức tỉnh ta, đã là thiên đại ghê gớm, nhớ năm đó, ta cùng đi đấu chiến thần đạp thiên lăng tiêu, mạo thiên sơ suất. Khiến cho đến thiên hàng thần phạt, đấu chiến thần bị thiên lôi chém thành kiếp cho, ta cũng bị cửu thiên cương phong xé thành mảnh nhỏ, mà lại tội nghiệt quấn thân,
đã định trước vĩnh kiếp trầm luân, không được siêu thoát, người có thể thức tỉnh ta, tương đương với bình thiên phạt kiếp nạn, đây chính là tương đương không dậy nổi. Diệp Thần khẽ giật mình, hắn có thể thức tỉnh đạo thiên đế Lạc Phi Thiên, chủ yếu là dựa vào tinh không thần chỉ linh khí tẩm bổ, xem ra tinh không thần chỉ ao nước, đích thật là vô cùng huyền diệu, tựa hồ còn có rửa sạch tội nghiệt nhân quả hiệu quả. Tiền bối năm đó, từng bồi đấu chiến thần đạp thiên lăng tiêu. Diệp Thần hỏi, đấu chiến thần, đây chính là hùng bá gia tộc lão tổ tông A, đỉnh phong nhất thời điểm, cùng thiên đấu sát thần Tịnh Xưng song đấu, chính là thời đại viễn cổ cường hãn nhất hai đại thiên tài, lấp lánh vạn thế kỷ nguyên phong mang lóa mắt tới cực điểm. Giống tinh đạo long nữ cùng đúc tinh long thần tranh đoạt long tộc thiên mệnh, theo tinh đạo long nữ nói, nàng cuối cùng lạc bại, cũng là bởi vì đúc tinh long thần từng chiếm được thiên đấu sát thần chỉ bảo. Thiên đấu sát thần một ngón tay điểm, là có thể quyết định long tộc thiên mệnh thuộc về, đấu chiến thần có thể đấu với trời sát thần sánh vai cùng, thực lực có thể nghĩ. Diệp Thần không nghĩ tới, Lạc Phi Thiên năm đó, thế mà từng cùng đấu chiến thần sóng vai. Lạc Phi Thiên tầm mắt có chút mê ly, hồi ức lên chuyện cũ, ngữ khí trở nên như nói mê xa xăm, nói. Năm đó nha, ta chẳng qua là miễn cưỡng sở đến không thể nói chi cảnh cánh cửa, cùng đấu chiến thần so sánh kém xa, hắn một cái hô hấp, là có thể đem ta ép vì kiếp cho, nhưng ta thiên phú hạn mức cao nhất cực cao, ta là thiên sinh vũ trụ mệnh cách, nếu là ta có thể hoàn toàn trưởng thành, ta thậm chí có khả năng siêu việt đấu chiến thần. Nói xong lời cuối cùng, hắn đôi mắt bên trong lại khôi phục đã từng phong mang, nhuệ khí lộ ra. Diệp Thần bị Lạc Phi Thiên khí thế chấn nhiếp, hơi có chút chấn động, đạo, vũ trụ mệnh cách. Cái này là tiền bối ngươi năm đó thiên phú. Lạc Phi Thiên gật đầu nói, không sai, ta vũ trụ mệnh cách, nguồn gốc từ thiên đạo. Thiên đạo hữu hình, ngoại hình như cùng một cái khối Rubik, có 6 mặt. Cái kia thiên đạo 6 mặt, mỗi một mặt đều đại biểu cho một loại pháp tắc, có sinh, tử, giết, thiên, vũ trụ, vận mệnh 6 loại pháp tắc, vì thiên địa chí cao, liền là sinh sinh nói, tử hồn nói, sát lục đạo, bầu trời nói, vũ trụ nói, vận mệnh đạo. Nguyên thiên đế là thiên đạo sinh một mặt, hồn thiên đế là chết một mặt, bọn hắn một cái là sinh sinh đạo mệnh cách, một cái là tử hồn đạo mệnh cách. Mà ta, hết sức đáng tiếc, ta không phải thiên đạo trực tiếp tạo hóa mà ra, ta là phụ mẫu huyết mạch sinh dưỡng, nhưng ta vừa ra đời, liền lên ứng vũ trụ nói, ta thân có vũ trụ mệnh cách, vũ là không gian, trụ là thời gian, vũ trụ mệnh cách đại biểu không gian cùng thời gian cực hạn. Luận thiên phú và hạn mức cao nhất, đấu chiến thần đều không thể cùng ta so sánh. Lạc Phi Thiên ngữ khí càng ngày càng sục sôi, kể lên thân thế của mình, thanh âm hắn phong mang lăng lệ giống như lại về tới đã từng máu nóng thời đại. Diệp Thần nghe được ngốc ngốc, hắn đã sớm nghe nói qua, nguyên thiên đế là sinh một mặt, hồn thiên đế là chết một mặt, chẳng qua là không nghĩ tới, nguyên lai hai người là theo thiên đạo khối Rubik bên trong sinh sôi ra tới, thiên đạo có chừng 6 mặt, ngoại trừ sinh, tử bên ngoài, còn có giết, thiên, vũ trụ, vận mệnh. Mà Lạc Phi Thiên, chính là bên trên ứng thiên đạo vũ trụ pháp tắc, hắn thiên phú chi đáng sợ, hạn mức cao nhất cao, đủ để cùng nguyên thiên đế hỏa hồn thiên đế cùng so sánh. Nguyên lai tiền bối năm đó, thế mà lợi hại như vậy. Diệp Thần bội phục nói. Nghe Diệp Thần tán dương, Lạc Phi Thiên phong duệ ánh mắt, cũng rất nhanh tại phân loạn bên trong trở nên yên ắng, lại lộ ra một vệt đắng chát, lắc lắc đầu nói, không phải, kỳ thật thiên phú của ta mệnh cách, chẳng qua là hoa trong kính, trăng trong nước, căn cơ phủ phiếm, hoàn toàn không thể cùng nguyên thiên đế hỏa hồn thiên đế so sánh. Hai vị kia chí cao, một sinh ra liền là không thể nói cường giả. Gọi bọn họ là thiên đế, chẳng qua là thuận tiện xưng hô thôi, bọn hắn thực lực cần phải so thiên đế lợi hại hơn nhiều, bọn hắn liền là thiên đạo sinh tử hóa thân. Nhưng ta chẳng qua là bên trên ứng thiên đạo, thức tỉnh ra vũ trụ mệnh cách, nhưng thế gian giác tỉnh giả cũng không phải là chỉ có ta một cái, còn có người khác, không giống nguyên thiên đế hỏa hồn thiên đế như vậy độc nhất vô nhị. Diệp Thần khẽ giật mình, nói còn có giác tỉnh giả khác. Lạc Phi Thiên gật đầu nói, đúng vậy. Theo ta được biết, vũ trụ mệnh cách giác tỉnh giả, thế gian có chừng 36 người, bất quá, trừ ta ra, những người khác bị cùng một sát thủ giết chết. Nghe vậy, Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nói, là cái gì sát thủ thế mà lợi hại như vậy? Lạc Phi Thiên nói, sát thủ kia là được. Nói đến đây, thanh âm hắn dừng lại, ngẩn ngơ, lộ ra một vệt không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Diệp Thần nói, làm sao vậy?
Lạc Phi Thiên nói, ta lại quên sát thủ kia tên. Diệp Thần nói, cái gì? Chuyện trọng yếu như vậy cũng là có thể quên sao? Là trí nhớ mài mòn sao? Lạc Phi Thiên vô cùng ngưng trọng, nói, không phải, không phải trí nhớ mài mòn, là tên sát thủ kia, đem chính mình tồn tại hết thảy thiên cơ dấu vết, toàn bộ chảm đi. Cho nên, ta lại không nhớ ra được tên của hắn cùng bộ dáng. Diệp Thần nói, thế mà còn có loại thủ đoạn này. Lạc Phi Thiên nói, ta chỉ nhớ rõ, sát thủ kia là cái phai màu người, kế thừa phần tịch Linh Sơn quyền hành, hắn là sát thủ chí tôn, là phần tịch Linh Sơn cao nhất sát thủ. Cũng là phần tịch Linh Sơn chí cao chúa tể. Nhưng tên của hắn, ta quên. Diệp Thần đầu ầm ầm kịch chấn, hắn cũng nghĩ tới, Tinh Đạo Long Nữ đã từng nói, phần tịch Linh Sơn là Tỳ Thấp Nô Đại Thiên Tôn sáng tạo, tại Tỳ Thấp Nô ngã xuống về sau, quyền kế thừa chuôi liền giao cho một cái nào đó sát thủ. Tên sát thủ kia tên, Tinh Đạo Long Nữ chính mình cũng quên đi, bởi vì người trước chặt đứt tự thân tồn tại hết thảy thiên cơ dấu vết, đem chính mình chỗ có tồn tại dấu vết, đều theo thế gian xóa đi, cho nên sẽ không còn có người nhớ kỹ tên của hắn cùng bộ dáng. Tinh Đạo Long Nữ quên mất, Lạc Phi Thiên cũng không nhớ nổi sát thủ kia tên, chỉ biết là hắn là phần tịch Linh Sơn chí cao chúa tể, cũng là cao nhất sát thủ. Tiền bối, người năm đó là bị cái kia cao nhất sát thủ giết chết sao? Diệp Thần hỏi, vị kia thần bí sát thủ chí tôn, giết chết thế gian hết thảy vũ trụ mệnh cách người, cái kia không có lý do sẽ bỏ qua Lạc Phi Thiên. Lạc Phi Thiên lắc lắc đầu nói, không phải, ta gia tộc năm đó thế lực rất cường hãn, cha mẹ ta cùng đệ đệ ta, đều biết cái kia sát thủ chí tôn muốn giết ta, thu hoạch vũ trụ mệnh cách, cho nên bọn hắn cực lực bảo hộ ta. Ta cuối cùng ngã xuống, cũng không phải là bị ai giết chết, là bị thiên phạt giết chết. Diệp Thần nói, thiên phạt. Lạc Phi Thiên nói, ai, nhắc tới cũng là hổ thẹn, ban đầu ta thiên sinh vũ trụ mệnh cách, lại có gia tộc bảo hộ, chỉ cần ta chịu thành tâm tu luyện, không sớm thì muộn có một ngày, có thể tu luyện tới nguyên thiên đế hỏa hồn thiên đế bọn hắn như thế cảnh giới, nhưng tâm ta quá tán, luôn muốn nhất bộ đăng thiên. Lúc ấy, ta nghe nói đấu chiến thần, muốn nghịch thiên mà đi, đạp phá thiên nói, ta liền khẩn cầu hắn mang ta lên cùng một chỗ. Nếu là thật có thể đạp thiên lăng tiêu, ta muốn lấy này đạp thiên đại công tích, ta đủ để trong nháy mắt trèo lên đỉnh vô thượng đạo quân, thậm chí nghiền ép nguyên thiên đế hỏa hồn thiên đế cũng không nhất định. Ai, bây giờ nghĩ lại, vẫn là quá mức cuồng vọng vô tri, ta lúc ấy tu vi gì, chỉ bất quá vừa mới sờ đến không thể nói chi cảnh cánh cửa, thế mà liền muốn đạp thiên, thật sự là si tâm vọng tưởng, tự tìm đường chết, cuối cùng xúc động thiên nộ, gặp thiên phạt. Có thể có một luồng tàn hồn tung bay nhập luân hồi mộ địa, đã coi như là thiên đại may mắn. Nói lên năm đó sự tình, Lạc Phi Thiên trong giọng nói, cũng là tràn đầy vui mừng. Hắn so đấu chiến thần kết cục muốn tốt, thiên phạt buông xuống, đấu chiến thần là trực tiếp hóa thành kiếp cho, hắn ít nhất còn có một luồng tàn hồn còn lại. Diệp Thần suy nghĩ xuất thần, nói, đạp thiên lăng tiêu. Muốn thế nào đạp thiên? Lạc Phi Thiên trầm mặc xuống, lắc đầu thở dài, ai? Không nói cũng được, đều đi qua. Diệp Thần xem Lạc Phi Thiên cô đơn bộ dáng, cũng không đành lòng truy vấn, nói, được a, tiền bối, ngươi vừa mới thức tỉnh, nghỉ ngơi thật tốt một thoáng, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, ta có một số việc, muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Lạc Phi Thiên tầm mắt ngưng tụ, nói, muốn đi vọng hồ đạo tràng sao? Ngươi mong muốn ta bảo hộ. Hắn dù sao cũng là đã từng sờ đến không thể nói chi cảnh ngưỡng cửa cường giả, mắt sáng như đuốc. Thiên cơ nhìn rõ, đã đại khái nhìn thấy Diệp Thần tâm tư. Diệp Thần thấy Lạc Phi Thiên đã biết, liền gật đầu nói, đúng vậy. Vọng hồ đạo tràng, bị sửu thần tộc chiếm cứ, cửu đại ma quân bên trong hắc ám ma quân, đang ẩn nấp tại vọng hồ đạo tràng bên trong. Diệp Thần nghĩ điều tra bạch hổ mảnh vỡ hạ lạc, rất có thể sẽ xúc động hắc ám ma quân. Hắn cũng không muốn phiền toái Nhậm Phi Phàm, cho nên nếu có Lạc Phi Thiên che trở lời, vậy liền sẽ dễ dàng bớt việc rất nhiều. Lạc Phi Thiên mỉm cười, nói, mộ chủ tỉnh lại tại hạ chỉ coi kiệt lực thủ hộ mộ chủ, nói đến thật sự là trùng hợp, cái kia vọng hồ đạo tràng, chính là tại hạ ngày xưa địa bàn, xem ra ta thật sự là cùng mộ chủ hữu duyên. Diệp Thần sững sờ, nói cái gì, vọng hồ đạo tràng là tiền bối địa bàn của ngươi. Diệp Thần lại không nghĩ rằng, cái này vọng hồ đạo tràng, lại có thể là Lạc Phi Thiên địa bàn. Lạc Phi Thiên mỉm cười, nói chính là... Năm đó ta gia tộc có hai đại đạo tràng, một cái là ta vọng hồ đạo tràng, một cái khác là đệ đệ ta rơi tiêu giao tiêu diêu đạo tràng,
cường thịnh thời điểm, đều là phi thường khó được động thiên bảo địa. Dừng một chút, Lạc Phi Thiên biểu lộ lại trở nên nghiêm nghị cùng tiếc hận, chẳng qua là không nghĩ tới, hôm nay ta Vọng Hồ đạo tràng, lại bị Sửu thần tộc chiếm lấy, này Hắc Ám ma quân thật đúng là đáng giận a. Diệp Thần tâm bên trong khẽ động, nói ta thần giáp mệnh tinh bạch hổ mảnh vỡ, ngay tại Vọng Hồ đạo tràng bên trong, nhưng nhậm tiền bối đi tìm, lại không phát hiện có chút bạch hổ mảnh vỡ tung tích, tiền bối nhưng biết sau lưng nguyên nhân. Lạc Phi Thiên trầm ngâm một thoáng, nói, bạch hổ mảnh vỡ sao? Vấn đề này, thật có chút cổ quái, Hắc Ám ma quân chiếm cứ lấy đạo trường của ta, sát khí tràn ngập, Hứa Đa Thiên Cơ ta đều nhìn trộm không đến, mộ chủ, người đến tự mình đi Vọng Hồ đạo tràng một chuyến, ta mới có thể nhìn thấy chân tướng. Diệp Thần gật đầu nói tốt, bất quá ta gãy một cánh tay, nguyên khí còn không có triệt để khôi phục, lại cho ta 3 ngày như thế nào? Lạc Phi Thiên nói, không có vấn đề, mộ chủ, ta vừa mới tô tỉnh, cũng cần một quãng thời gian quen thuộc thiên cơ, cái kia 3 ngày sau chúng ta tái xuất phát. Ngô, lần đầu gặp gỡ, ta không có đồ vật gì cho ngươi, liền đưa ngươi một khỏa Phạm Thiên Mộng Thần Tinh ngươi đem khảm nạm tại ngươi đạo thiên kiếm phía trên, có thể tăng lên rất nhiều đạo thiên kiếm pháp tướng uy lực. Nói xong liền móc ra một khỏa tinh thạch, ngọc cũng không phải ngọc, như kim mà không phải kim, toàn thân tràn ngập như mộng ảo màu sắc, từng sợi ôn nhuận linh khí chảy xuôi mà ra. Phạm Thiên Mộng Thần Tinh, đây là vật gì? Diệp Thần nhìn xem cái kia tinh thạch, trong lòng không hiểu run lên, cùng chí cao thần Phạm Thiên, lại có quan hệ gì? Thiên đạo tam tướng thần bên trong, chí cao chí cường thần linh, chính là Phạm Thiên. Viên này Phạm Thiên Mộng Thần Tinh chẳng lẽ lại cùng Phạm Thiên có quan hệ? Lạc Phi Thiên nói, mộ chủ, người trước nhận lấy, Ngô. Phạm Thiên thần bí mật, liên quan đến thế giới trung cực chân tướng, hiện sẽ nói với ngươi. Có thể sẽ đối đạo tâm của ngươi, tạo thành nghiêm trọng trùng kích, về sau thời cơ đã đến, ta sẽ chậm rãi cùng ngươi nói tỉ mỉ. Ta biết ngươi muốn cùng ta luận đạo, nhưng bây giờ không phải là luận đạo thời điểm, ngươi gãy một cánh tay, thân thể trật tự xuất hiện băng thiếu, đại đạo không được đầy đủ, có chút chân tướng không phải ngươi bây giờ có khả năng tiếp nhận, ngươi trước khôi phục kết thúc cánh tay lại nói. Diệp Thần gật gật đầu, hắn hiện tại là tay cụt trạng thái, trật tự băng thiếu. Chính là muốn luận đạo cũng không có tư cách, nhân tiện nói tốt, tiền bối, ta đây trước hết nhận, về sau chúng ta lại bàn về nói. Lạc Phi Thiên xưng là đạo thiên đế Diệp Thần thức tỉnh hắn, liền là muốn cùng hắn luận đạo, tăng tiến chính mình đạo pháp lĩnh ngộ, có thể trợ lực chế tạo đạo thiên kiếm. Bất quá bây giờ hắn gãy một cánh tay, liền luận đạo cũng không có tư cách. Tay cụt ảnh hưởng, thực sự quá lớn, Diệp Thần chỉ muốn mau sớm tìm tới bạch hổ mảnh vỡ, khôi phục tay cụt. Bánh xe phụ hồi trở lại trong mộ địa ra tới, Diệp Thần tiếp tục tĩnh tâm ngâm mình ở tinh không bên trong thần trì, hấp thu thần trì linh khí, tư dưỡng chính mình hao tổn khí tức, ngôi sao nhỏ làm bạn tại bên cạnh hắn. Như thế qua 2 ngày, Diệp Thần nguyên khí không sai biệt lắm triệt để khôi phục, cũng hoàn toàn thích ứng cụt một tay trạng thái, may mắn hắn chặt đứt chính là cánh tay trái, thuần thục hơn cánh tay phải vẫn còn, đối võ đạo, thần thông, kiếm pháp các loại ảnh hưởng, có thể xuống đến thấp nhất. Hẳn biến là không sai biệt lắm, ta có thể dùng tinh thiên ký linh quyết, đem linh hồn ký thác đến tinh không bên trong thần trì. Theo trạng thái khôi phục, Diệp Thần tinh thần cô đọng, hắn dự định đem chính mình linh hồn, ký thác đến tinh không bên trong thần trì. Kể từ đó, chỉ cần thần trì không khô, hắn linh hồn liền sẽ không phai mờ, có thể vô hạn phục sinh. Nghĩ như vậy, Diệp Thần liền khoanh chân ngồi tại tinh không thần bên cạnh ao bên trên, bắt đầu yên lặng vận chuyển tinh thiên ký linh quyết. Tinh thiên ký linh quyết, là nguyên thiên đế truyền thụ cho Diệp Thần công pháp, cũng là ký thác linh hồn nơi mấu chốt. Linh quyết một vận chuyển soạt một tiếng, tại tinh không phía trên thần trì, thần quang sáng chói, liền xuất hiện một cái to lớn tinh trận như một loại nào đó cổ lão đồ đằng, hoa lệ chói lọi, từng đầu tinh hà hoa văn giống như trận văn, lẫn nhau đan xen lẫn nhau trồng chất, pháp tắc ngay ngắn. Diệp Thần thấy thế, liền cắn nát đầu ngón tay, nhỏ ra một giọt máu. Rơi xuống cái kia tinh trận phía trên. Hắn máu, liền ẩn chứa hắn lực lượng linh hồn, chỉ cần giọt máu này dung nhập tinh không bên trong thần trì, tính mạng của hắn, liền có thể đạt được tinh không thần trì chúc phúc, từ nay về sau, bất tử bất diệt, có thể vô hạn phục sinh. Theo Diệp Thần hồn huyết, rơi vào tinh trận bên trong, cả tòa tinh trận soạt một tiếng, tỏa ra ánh sáng chói lọi, tinh trận hoa văn cấp tốc bị máu tươi nhiễm đỏ, sau đó dần dần đắm chìm tại ao nước bên trong.
cùng cả tòa tinh không thần trì, triệt để dung hợp. Tại hồn huyết cùng thần trì dung hợp về sau, Diệp Thần toàn thân giật mình, cũng là trong nháy mắt có một cỗ cảm giác kỳ diệu. Hắn thấy, chính mình thân thể, không còn là đơn thuần một bộ thân thể, hắn còn có mặt khác một bộ thân thể, liền là tinh không thần trì bản thân. Tinh không thần trì, phảng phất đã thành Diệp Thần khác một cái thân thể, hoặc là nói là linh hồn vật chứa, chỉ cần thần trì không khô, hắn về sau sẽ không phải chết, ủng có vô hạn phục sinh khả năng. Đương nhiên, coi như có thể vô hạn phục sinh, tử vong vẫn là thiên đại khủng bố, một lần tử vong, sẽ cho đạo tâm mang đến to lớn bóng mờ cùng nghiệt chướng, mà lại tử vong phục sinh về sau, cũng sẽ lâm vào một quãng thời gian cực đoan suy yếu, vô cùng không tiện. Cho nên, Diệp Thần đương nhiên sẽ không lãng phí sinh mệnh, đối cái mạng nhỏ của mình, hắn tự nhiên là vô cùng trân quý. Bất quá, bất kể như thế nào, có tinh không thần chỉ vững tâm, hắn về sau mặt đối nguy cơ sinh tử, cũng không cần khẩn trương như vậy. Tại linh hồn ký thác đến tinh không thần chỉ về sau, Diệp Thần tâm bên trong lần nữa phát ra kêu gọi, nếm thử câu thông thiên mẫu nương nương, sư mẫu, có thể nghe được thanh âm của ta không? Từ nơi sâu xa, Diệp Thần nội tâm đột nhiên lọt vào trọng kích, một hồi ác buồn bực, trong đầu ánh vào một màn hình ảnh, đó là thiên mẫu nương nương trước đó tắm gội địa phương. Đã từng bảo quang mờ mịt, tiên thụ lượn quanh thánh địa, thế mà hóa thành một vùng phế tích, thiên mẫu nương nương phòng tắm cũng triệt để bị ô nhiễm, một mảnh ô uế hắc ám, phế tích bên trong lại có thật nhiều không thể diễn tả quái vật, tại gặm nuốt lấy thi thể trên đất. Những thi thể này, tựa hồ chính là thiên mẫu nương nương thủ vệ. Diệp Thần nhìn thấy một màn này cảnh tượng, lập tức rất đỗi chấn động, nghĩ thầm, chẳng lẽ sư mẫu xảy ra chuyện rồi. Nàng không có trả lời ta, là tao ngộ bất trắc biến cố. Ngày xưa thiên mẫu thánh địa hóa thành phế tích, cho Diệp Thần mang đến chấn động to lớn, nội tâm của hắn tràn ngập lo lắng, lại không biết thiên mẫu đã xảy ra chuyện gì. Mà bây giờ, coi như thiên mẫu xảy ra chuyện, Diệp Thần cũng không có biện pháp giúp đến cái gì, dù sao thiên mẫu nương nương tại phía xa bỉ ngạn thế giới. Thế giới kia sự tình, căn bản không phải hắn có thể nhúng tay. Đến cùng là biến cố gì, thế mà nhường sư mẫu thánh địa hóa thành phế tích. Diệp Thần tuy vô pháp nhúng tay, nhưng nội tâm cũng hết sức tò mò, không biết là bực nào tai biến thế mà nhường thiên mẫu nương nương thánh địa hóa thành phế tích. Nếu như hắn có thể giải mở sau lưng chân tướng, có lẽ có thể cùng thiên mẫu nương nương lấy được liên lạc. Tinh không thần sơn là khoảng cách bỉ ngạn gần nhất địa phương, ta nếu là đứng tại thần sơn đỉnh. Nói không chừng có thể nhìn trộm đến một điểm tình hình bên trong. Nghĩ như vậy, Diệp Thần lập tức nhường ngôi sao nhỏ trở lại tinh không đạo thư bên trong, chính mình thì xuất ra thánh linh phù, tâm niệm vừa động, truyền tống đi thần sơn đỉnh. Thánh linh phù là tinh không thần sơn chúa tể phù lục, chấp trưởng này phù, có thể tùy ý truyền tống đến thần sơn mỗi một cái góc. Theo tinh không thần chỉ vị trí đi tới đỉnh núi, trên đường cần đi qua vô tận cửu thiên cương phong, vô tận cực hàn tầng khí quyển. Đủ loại khó khăn trắc trở, có thể đem thiên đế đều xé thành mảnh nhỏ. Tinh không thần sơn thực sự quá cao, cao đến mức không thể tưởng tượng nổi, vô pháp dùng ngôn ngữ đi hình dung nó nguy nga. Năm đó nguyên thiên đế vì lớn mạnh tinh không thần sơn, mổ giết vô số ma thần, đem từng cái mạnh đại ma thần thi cốt, bổ túc vào bên trong ngọn thần sơn. Những ma đó thần, đơn thuần sách một đầu ra tới, thân thể chi bàng bạc, là có thể thôn tính tinh hà, ngàn ngàn vạn vạn ma thần. Vô số mạnh mẽ thi cốt xếp, tạo thành hôm nay tinh không thần sơn bao la hùng vĩ. Tinh không thần sơn cơ sở, đích thật là triều thiên sơn thần thân thể biến thành, nhưng có thể có hôm nay hùng hồn bao la hùng vĩ, hoàn toàn là nguyên thiên đế công lao, hết thảy phồn vinh đều là hắn một tay chế tạo. Cũng chỉ có dựa vào thánh linh phù, Diệp Thần mới có thể tại tinh không thần sơn bên trong, bốn phía đi lại, bằng không mà nói, hắn là không thể nào trèo lên đỉnh, đỉnh núi quá cao, không gian pháp tắc. Thời gian pháp tắc các loại, đều cùng bình thường chỗ khác biệt, chỉ là pháp tắc xung đột, liền đoạn tuyệt hắn trèo lên đỉnh khả năng. Dựa vào thánh linh phù, Diệp Thần trực tiếp truyền tống đi đỉnh núi, cẩn thận lý do, hắn mặc vào thanh long áo giáp, lại điều động thiên hỏa mệnh tinh năng lượng, quán chú đến áo giáp bên trong, làm cho thanh long áo giáp đều biến thành đỏ bừng. Xoạt! Nương theo lấy một trận bạch quang lấp lánh, Diệp Thần thân thể, trực tiếp liền theo tinh không thần chỉ chỗ tan biến. Đi tới trên đỉnh núi. Vừa đến đỉnh núi, Diệp Thần liền cảm nhận được một cỗ giá rét thấu xương, may mắn hắn sớm có phòng bị, cũng không có xảy ra bất trắc. Đỉnh núi không khí mỏng manh, nhiệt độ cực thấp, gió lạnh như đao,
phóng nhãn chung quanh, chỉ thấy hỗn độn mịt mờ, vân thâm sương mù khóa, hoàn toàn không nhìn thấy phía dưới cảnh tượng. Ngẩng đầu nhìn lại, nhưng không thấy có cái gì nhật nguyệt tinh thần, liền là một mảnh xám khói mù hỗn độn, xám khói mù bên trong mơ hồ có lấy một chút kỳ dị tranh cảnh, hắc ám thành trì, vực sâu vô tận, liên miên u ám rừng rậm các loại, đúng là hỗn độn tử địa cảnh tượng. Diệp Thần ngẩn ngơ, theo tinh không thần sơn đỉnh núi, căn bản không nhìn thấy bỉ ngạn thế giới cảnh tượng, bởi vì không không lúc nào không cùng bỉ ngạn thế giới, còn cách một cái hỗn độn tử địa. Cái này hỗn độn tử địa, giống như là một cái thứ nguyên vách tường, cũng tựa như là một đạo màn sắt, vắt ngang tại không không lúc nào không cùng bỉ ngạn thế giới ở giữa. Hiện tại Diệp Thần coi như đứng tại đỉnh núi cũng không nhìn thấy bỉ ngạn thế giới cảnh tượng, chỉ có thể lờ mờ bắt được hỗn độn tử địa tranh cảnh. Mà càng làm cho Diệp Thần khiếp sợ, liền là tại đỉnh núi bên trong, cũng không phải là chỉ có hắn một người. Còn có một cái áo bào trắng nam tử, đã sớm đứng ở trên đỉnh núi. Đỉnh núi trung ương có một tòa tế đàn, cắm ngược lấy một thanh kiếm, cái kia áo bào trắng nam tử, liền đứng tại kiếm đàn bên cạnh, đứng chắp tay, ngưỡng vọng bầu trời đêm, lại là đại chủ tể, Thương Thiên Bạch Vũ. Đại chủ tể, là ngươi. Diệp Thần nhìn thấy đại chủ tể, rất là đại chủ tể. Đại chủ tể thân thể hơi động một chút, quay đầu, nhìn thấy Diệp Thần, cũng có chút ngoài ý muốn, lại nhìn không được nhìn một chút Diệp Thần trống rỗng tay áo trái, cười nói, Diệp Thần, ngươi thế mà tới, ngươi gãy một cánh tay, bất quá xem ngươi bộ dáng, tựa hồ nguyên khí khôi phục được không sai biệt lắm. Diệp Thần cười khổ lắc lắc đầu nói, tay cụt nếu như không khôi phục lời đại đạo không được đầy đủ, về sau tu luyện cũng gian khó cực kỳ. Đại chủ tể gật đầu nói, đúng là như thế, ta trước đó còn muốn ủy thác ngươi, lợi dụng luân hồi sách sửa đổi đi qua, cứu vãn muội muội của ta Thương Thiên Lạc Nguyệt, bất quá xem ngươi bây giờ. Diệp Thần bộ dạng này trạng thái, rõ ràng cũng không có khả năng lại sử dụng luân hồi sách. Diệp Thần im lặng, đại chủ tể tầm mắt chớp động, nói trước ngươi cải biến nhậm phi phàm kết cục, trợ hắn trèo lên đỉnh siêu phẩm thiên đế, ta mơ hồ suy tính đến, cái kia tựa hồ chính là luân hồi sách lực lượng. Ngươi vận dụng luân hồi sách, đúng hay không? Diệp Thần biết không thể gạt được đại chủ tể, liền gật đầu nói, đúng vậy. Đại chủ tể, ta luân hồi sách đã dùng qua, thật sự là thật có lỗi, lần sau nghĩ lại dùng, cũng không biết muốn đợi bao lâu, mới có thể để cho luân hồi sách khôi phục lực lượng. Luân hồi sách hiện tại hào quang ảm đạm, coi như Diệp Thần trạng thái đỉnh phong, đều khó có khả năng vận dụng nữa, chớ nói chi là hắn hiện tại gãy một cánh tay. Hắn biết đại chủ tể muốn tu sửa đổi đi, cải biến lạc thần cái kia vặn vẹo đạo tâm, nhưng trong lòng hắn, tự nhiên là nhậm phi phàm quan trọng hơn, hắn muốn giúp nhậm phi phàm chứng đạo siêu thiên, trong thời gian ngắn, liền không thể sẽ giúp đại chủ tể. Đại chủ tể mỉm cười, nói, không cần nói xin lỗi, kỳ thật ta sớm có dự cảm, có thể sẽ xảy ra ngoài ý muốn, cho nên, chính ta góp nhặt một ít gì đó, không cần ngươi vận dụng luân hồi sách một dạng có thể giúp ta cải biến quá khứ. Tiếng nói vừa ra, đại chủ tể sau lưng khói đen sục sôi, ba khỏa cho tàn xây dựng thiên tinh, từ từ bay lên. Tam tinh lăng không, màu đen sát khí tràn ngập, vặn vẹo bốc lên, phù vù rung động, tựa như một loại nào đó quỷ dị đồ đằng. Diệp Thần nhìn xem cái kia ba khỏa cho tàn thiên tinh, lập tức ngây dại, tầm mắt co rụt lại, nói, đây là... Ngày xưa luân hồi sách kiếp cho. Đại chủ tể nói, không sai. Ban đầu tư tưởng ra luân hồi sách cái vị kia luân hồi chi chủ, hắn chế tạo luân hồi sách mặc dù thất bại, nhưng có kiếp cho hạ xuống, thế gian lưu truyền luân hồi sách kiếp cho có 6 viên, 3 khỏa tại các ngươi luân hồi trận doanh bên trong, mặt khác 3 khỏa, ta đã toàn bộ thu thập đủ. Chỉ cần hiến tế này 3 khỏa luân hồi sách kiếp cho, liền có thể trở lại quá khứ, cải biến quá khứ. Dĩ nhiên, Diệp Thần, cũng chỉ có ngươi có thủ đoạn sửa đổi đi qua, ta làm không được. Luân hồi trận doanh 3 khỏa luân hồi sách kiếp cho, trước đó Diệp Thần giả chết nhậm phi phàm đã hiến tế đi 1 khỏa, trước mắt còn lại 2 khỏa, 1 khỏa trong tay Diệp Thần, bất quá hắn đã có hàng thật giá thật luân hồi sách, kiếp này xám liền không cần lại dùng, có thể xem như nguyên vật liệu bổ sung đến luân hồi sách khái niệm bên trong. Nhậm phi phàm trong tay 1 khỏa, có thể dùng làm khẩn cấp, bất quá quá nặng nề kết cục, chỉ dựa vào kiếp cho lực lượng, không cách nào sửa đổi nhất định phải vận dụng chân chính luân hồi sách. Tỷ như nhậm phi phàm chứng đạo siêu thiên thất bại, thậm chí tử vong, kết cục này liền quá nặng nề, luân hồi sách kiếp cho đều không thể sửa đổi, chỉ có thể dựa vào Diệp Thần tự mình ra tay. Diệp Thần lại không nghĩ rằng,
còn lại ba khỏa kiếp cho, đại chủ tể đã thu thập đủ. Tuy nói ba khỏa kiếp cho năng lượng, cộng lại cũng không đủ cùng chân chính luân hồi sách so sánh, nhưng ít ra cũng có nhất định uy lực, có thể cải biến một chút không nặng như vậy nặng đi qua. Diệp Thần kinh ngạc nói, đại chủ tể, nghĩ không ra ngươi thế mà nắm trước kia luân hồi sách kiếp cho thu thập đủ. Đại chủ tể thủ đoạn, đích thật là cường hãn. Đại chủ tể nói, Diệp Thần, ngươi dựa vào này ba khỏa kiếp cho, có thể hay không sửa đổi muội muội ta đi qua. Muội muội ta ở trong dòng sông thời gian tọa độ, ta đã khóa chặt, nhưng cũng tiếc phát sinh sự tình, ta vô pháp sửa đổi, cũng chỉ có ủy thác ngươi. Chỉ thấy đại chủ tể vung tay lên, một đầu dậy sóng mãnh liệt thời gian trường hà xuất hiện, tại cái kia thời gian trường hà bên trong, có một màn hình ảnh dừng lại lấy, cái kia là năm đó đại chủ tể muội muội, Lạc Thần Thương Thiên Lạc Nguyệt Thụ Thương hình ảnh. Năm đó Thương Thiên Lạc Nguyệt Thụ Thương, đại chủ tể ra tay thi cứu, lại lệnh Thương Thiên Lạc Nguyệt sinh ra một chút bất luân tình cảm, như vậy gieo xuống mầm tai họa. Hiện tại đại chủ tể mong muốn liền là Diệp Thần trở lại quá khứ, thay thế hắn đi cứu vớt muội muội của hắn, cứ như vậy, Thương Thiên Lạc Nguyệt liền sẽ không có tình cảm sinh ra, coi như phải thích, cũng không phải ưa thích đại chủ tể cái này thân ca ca, mà là Diệp Thần. Này đi qua hình ảnh, đại chủ tể chính mình cũng nếm thử sửa đổi qua, nhưng không có bất kỳ cái gì dùng, hắn sửa đổi đi qua, ở trong dòng sông thời gian diễn sinh ra từng đầu nhánh sông, này chút nhánh sông toàn bộ là thời không song song tồn tại, mà lại là trong tưởng tượng thời không song song, căn bản không phải chân thực tồn tại, chẳng qua là hắn nghĩ viển vông, căn bản không cải biến được chủ thế giới kết cục. Này loại nghĩ viển vông bên trong cải biến, người người đều có thể làm đến, coi như là chưa từng có tu luyện qua phàm nhân, cấp thấp nhất sâu kiến, đều từng huyễn tưởng qua chính mình năm đó như thế nào, hôm nay liền có thể làm gì như thế nào. Nhưng này chút huyễn tưởng, là không cải biến được hiện thực, chủ thế giới căn cơ quá mức dày nặng, bình thường người nghĩ viển vông, chẳng qua là mơ mộng hão huyền thôi. Chỉ có Diệp Thần cái này luân hồi chi chủ, mượn dùng luân hồi sách lực lượng, mới có thể điên đảo càn khôn, cải biến quá khứ, từ đó theo trên căn bản nghịch chuyển chủ thế giới căn cơ, đây là so nghịch thiên còn muốn chuyện nghịch thiên, đại giới to lớn. Giống sửa đổi Nhậm Phi Phàm đi qua, liền để Diệp Thần gãy một cánh tay, bất quá sửa đổi đại chủ tể muội muội đi qua, đại giới đương nhiên sẽ không thảm liệt như vậy. Diệp Thần nhìn xem cái kia thời gian trường hà hình ảnh, thoáng suy tính một thoáng thời đại cùng nhân quả, liền phát hiện sự tình phát sinh thời đại, vô cùng xa xưa, nhân quả, cũng không tính là quá nặng nề. Bởi vì tại tinh không bỉ ngạn, có thật nhiều đỉnh cấp cường giả, đại chủ tể muội muội Lạc Thần, vận mệnh của nàng, còn vô pháp dung chuyển bỉ ngạn thế giới căn cơ, đây đối với Diệp Thần tới nói, tự nhiên là chuyện tốt. Nhân quả không quá nặng nề, sửa đổi dâng lên cũng sẽ đơn giản rất nhiều. Chủ yếu vấn đề, liền là thời đại quá xa xưa, vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung xa xưa. Đại chủ tể, ta có thể giúp ngươi sửa đổi đi qua, nhưng bây giờ không được, ít nhất phải chờ ta tay cụt khôi phục, mà lại ngươi cần lại cho ta một chút trả thù lao. Diệp Thần trầm ngâm một hồi, chính là nói thẳng nói ra. Hắn đoán chừng dựa vào chính mình đối luân hồi pháp tắc thuần thục trình độ, lại hiến tế cái kia ba khỏa luân hồi sách kiếp cho, đầy đủ trở lại quá khứ, cải biến Thương Thiên Lạc Nguyệt nhân sinh hướng đi, nhưng bây giờ khẳng định là không được, bởi vì hắn cánh tay vẫn là đoạn, ít nhất phải chờ tay cụt khôi phục, hắn có thể có đầy đủ lực lượng. Đại chủ tể con ngươi sáng lên, nói cái kia có thể, ta chờ ngươi là được. Ngô, đến mức trả thù lao, kiếm tử tiên trần hết thảy di vật, ta toàn bộ cho ngươi chính là. Trước đây đánh với hồn thiên đế một trận, hoa tổ cùng kiếm tử tiên trần làm phản, hoa tổ di sản, đã toàn bộ bị luân hồi trận doanh tiếp nhận, cho tôn di dùng tới chế tạo rừng rậm sách. Kiếm tử tiên trần di sản, còn trưởng khống trong tay đại chủ tể, so hoa tổ còn muốn phong phú. Diệp Thần nói tốt, có thể. Đại chủ tể nói, ta cũng chỉ có thể cho ngươi những thứ này, đạo tông tài nguyên, chủ yếu là tài thần lão tổ tại quản lý, ta không tự mình trưởng khống. Trong tay ta tài nguyên, có rất nhiều là đến từ tinh không bỉ ngạn đồ vật, chưa hẳn thích hợp ngươi, mà lại đó là ta chế tạo thế giới mới cần dùng, cũng không thể tùy tiện cho ngươi. Diệp Thần tầm mắt khẽ động, nói chế tạo thế giới mới sao? Đại chủ tể gật đầu nói, đúng vậy, ta trước kia đã nói với ngươi, ta một mực tại tìm kiếm lấy một loại trung cực trật tự, nghĩ muốn rèn đúc một cái hoàn mỹ thế giới mới, dĩ nhiên, đây thật ra là ta gia tộc đặt ở trên người ta trách nhiệm, ta. Nếu có đến tuyển, ta tình nguyện làm một đầu nhàn vân dã hạc, ha ha.
Diệp Thần gật đầu nói, ừm, ta nhớ được, người nói muốn cùng Hoang Lão chế tạo một cái thế giới mới, còn muốn kéo ta cùng một chỗ, Hoang Lão có liên quan với thế giới trung cực tư tưởng, nhưng này cái tư tưởng, các ngươi vẫn luôn còn không có nói cho ta biết. Đại chủ tể muốn rèn đúc thế giới mới, hắn công nhận Hoang Lão tư tưởng, nhưng liên thủ với Hoang Lão còn chưa đủ, hắn còn muốn lôi kéo Diệp Thần. Lần này tinh không tranh bá thi đấu, liền là đại chủ tể đối Diệp Thần khảo nghiệm, hiện tại Diệp Thần đã thông qua, hắn có vào cuộc tư cách. Kỳ thật, cái gì trung cực trật tự, chế tạo thế giới mới, Diệp Thần trước mắt cũng không hứng thú lắm, bất quá hắn cũng rất muốn biết, Hoang Lão tư tưởng, đến cùng là cái gì. Phải biết, ngày xưa Hoang Lão tư tưởng ra trung cực trật tự về sau, hắn liền một đêm đắc đạo, trực tiếp trèo lên đỉnh thành thiên đế so Nhậm Phi Phàm còn không hợp thói thường. Nhậm Phi Phàm ít nhất là dựa vào luân hồi sách kiếp cho, sửa đổi đi qua, mới thành thiên đế, Hoang Lão lại là một đêm ngộ đạo, nhất bộ đăng thiên. Đại chủ tể tầm mắt sâu xa, nói, là thời điểm nói cho ngươi một chút chân tướng, vừa vặn Hoang Lão cũng tại tinh không thần sơn, gọi hắn đi lên nói chuyện đi. Nói xong, đại chủ tể liền phát ra một đạo phù chiếu, triệu hoán Hoang Lão đi lên. Chờ đợi thời khắc, đại chủ tể lại lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Nói, kỳ thật Hoang Lão tư tưởng cùng ngươi đạo thiên kiếm cùng loại, ta cùng Hoang Lão thấy ngươi đạo thiên kiếm thời điểm, đều bị giật nảy mình, không nghĩ tới ngươi cũng có khác lập thiên đạo ý nghĩ. Diệp Thần tâm bẩn không hiểu ra tốc nhảy lên, nói, ư. Chẳng lẽ Hoang Lão tư tưởng, liền là khác lập thiên đạo sao? Đại chủ tể nói, xem như thế đi, nhưng không có người điên cuồng như vậy, lại dám trực tiếp tại chủ thế giới biểu lộ ra tới, ngươi là thật không sợ thiên phạt a, khác lập thiên đạo. Cung cấp là tạo phản ngươi còn dám vạn chúng nhìn chừng chừng bạo phát đi ra, thiên đạo không hạ xuống tội phạt, thật là của ngươi vận khí. Diệp Thần cười nói, ta chỉ là suy nghĩ một chút, cũng không phải thật muốn nghịch thiên. Cái gọi là khác lập thiên đạo, kỳ thật liền là Diệp Thần ý nghĩ thôi, hắn cũng biết mình không có khả năng có khác lập thiên đạo năng lực. Nhưng xem đại chủ tể bộ dáng, hắn cùng Hoang Lão, tựa hồ là muốn chơi thật. Tại thiên đạo quy tắc dưới, khác lập thiên đạo, điều này có thể sao? Thật giống như tại một cái quyền khuynh thiên hạ hoàng đế ngay dưới mắt, muốn đến đỡ một cái khác hoàng đế, thậm chí chính mình làm hoàng đế, này thật khả năng sao? Diệp Thần đối mặt ma phi thiên áp lực, bất đắc dĩ, mới tư tưởng ra đạo thiên kiếm kỳ quan, cũng chỉ là suy nghĩ một chút, có thể không có nghĩ qua thực hiện. Nhưng xem đại chủ tể biểu lộ, hắn cùng Hoang Lão thật sự có khác lập thiên đạo dự định. Đại chủ tể khẽ mỉm cười, cũng không nói thêm gì, liền đợi đến Hoang Lão đi lên. Trọn vẹn qua một canh giờ, liền gặp được một đạo thân ảnh già nua, từ phía dưới trong sương mù, bay tới, chính là Hoang Lão Hoang Tự Tại. Lúc này Hoang Lão, bộ dáng thoạt nhìn có chút chật vật, đầu tóc rối bời rối tung, áo bào bên trên có không ít vỡ tan dấu vết, hiển nhiên là leo lên tinh không thần sơn đỉnh núi, với hắn mà nói, cũng là có chút cật lực sự tình. Này tinh không thần sơn thật sự là khủng cả bố a. Đỉnh núi thế mà cao như vậy, lão phu đều kém chút bò không được. Hoang Lão có chút thở hổn hển, cười hi hi rồi lại cười, nhìn một chút đại chủ tể, lại gặp được Diệp Thần tại đây bên trong, nói, Diệp Thần, tiểu tử ngươi cũng tại a. Diệp Thần cười nghĩ chắp tay hành lễ, phát hiện mình chỉ có một cái tay, liền bái, nói, Hoang Lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, thân thể ngươi tốt. Tay cụt vẫn là có loại không tiện. Nhiều khi Diệp Thần đều dùng vì cánh tay của mình vẫn còn ở đó. Hoang Lão cười nói, ta rất tốt, ngươi sẽ không tốt, tiểu tử ngươi đều thành tàn phế, vì Nhậm Phi Phàm, ngươi thật là dám hy sinh a. Diệp Thần cười cười, cũng không nói chuyện. Đại chủ tể thản nhiên nói, tốt, Hoang Lão, không nói cái này, cũng là thời điểm cùng Luân Hồi Chi Chủ nói một chút, kế hoạch của chúng ta. Hoang Lão liếc qua Diệp Thần tay cụt, nói, đại chủ tể, thật muốn hiện tại liền nói. Diệp Thần đều thành tàn phế, hắn khả năng không có tư cách xâm cùng kế hoạch của chúng ta. Đại chủ tể nói, dùng luân hồi chi chủ đại khí vận, hắn tay cụt không sớm thì muộn có thể khôi phục, người nói với hắn rõ ràng chính là, chúng ta chế tạo thế giới mới, cần trợ lực của hắn. Hoang Lão nói, được a, Ngô, nên từ nơi nào nói lên đây? Hắn biểu lộ có chút chần chờ, lại dẫn điểm tang thương bộ dáng, sau đó bắt đầu đi qua đi lại, cân nhắc ngôn từ. Tại cân nhắc một lúc lâu sau, hắn mới ngắm nhìn Diệp Thần, hỏi. Tiểu tử, người hỏi trước ngươi, ngươi cảm thấy, thiên đạo là hoàn mỹ sao?
Diệp Thần hỏi, thiên đạo khối Rubik sao? Hoàng lão nói, đúng. Diệp Thần nhíu mày lâm vào trầm tư, hồi trở lại nhớ tới chính mình lần thứ nhất thấy thiên đạo khối Rubik lúc rung động, nói, theo trong mắt ta thấy, thiên đạo khối Rubik là hoàn mỹ, trật tự, quy luật, pháp tắc, biểu lộ ra ra vĩ đại nhất ảo diệu, có lẽ có cái gì tàn khuyết, nhưng ta không nhìn ra được. Hoàng lão cười hắc hắc, nói, nếu như thiên đạo là hoàn mỹ, thế gian làm sao sẽ còn có nhiều như vậy bất công? Tỷ như cừu non tội gì, nhất định bị lão hổ ăn hết à, nó lại phạm vào cái gì sai? Kẻ yếu tội gì, nhất định bị cường giả ức hiếp sao? Ngươi xem một chút này không không lúc nào không, khắp nơi khói lửa, hắc ám, sát lục, tranh đấu, bạo ngược, huyết tinh, tàn nhẫn, ngươi còn dám nói thiên đạo là hoàn mỹ sao? Nếu là hoàn mỹ, ngươi vì cái gì lại khác lập thiên đạo? Diệp Thần ngẩn ngơ, lắc lắc đầu nói, ta khác lập thiên đạo, cũng không phải là thật nghĩ muốn tạo phản, lật đổ cái thế giới này, chỉ là vì đối kháng ma phi thiên, nhất định phải có một cái đủ mạnh vĩ đại kỳ quan. Đến mức trong nhân thế đủ loại bất công cùng tranh đấu, đây không phải thiên đạo vấn đề a, là lòng người. Ta có một ít trung cực tư tưởng, liền là chế tạo luân hồi thiên quốc, thành lập chân chính công bình thế giới, nhưng này loại thiên quốc tư tưởng, ta hiện tại khẳng định thực hiện không được, cho nên bình thường cũng không nghĩ lại, chẳng qua là chuyên tâm tu luyện. Diệp Thần rất rõ ràng cước đạp thực địa đạo lý, cơm muốn từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước một đi, hắn cũng không mơ tưởng xa vời, chỉ có như thế cấp bậc tu vi hắn, còn không có tư cách đi tư tưởng trung cực sự tình. Lần này tinh không tranh bá thi đấu, hắn chế tạo đạo thiên kiếm, thậm chí định nghĩa không thể nói chi cảnh tên, thật sự là bất đắc dĩ, cái này vĩ đại kỳ quan tư tưởng, hắn chủ yếu là dùng tới chấn áp ma phi thiên, cũng không phải là nói thật nghĩ lật đổ thế giới logic. Chính mình thành lập một bộ logic trước mắt thực lực của hắn còn không cho phép. Có lẽ tương lai thực lực đến, Diệp Thần sẽ có mặt khác tâm tư, nhưng ít ra hiện tại, hắn không có nhiều như vậy hoa hoa tâm tư, một lòng chỉ muốn tu luyện, mạnh lên. Cánh tay gãy mất về sau, tâm tư của hắn càng là thuần túy đến chỉ có một cái kia liền là mau chóng khôi phục tay cụt. Hoàng lão cười ha ha, nói, người nói đúng thế gian đủ loại sát lục tranh đấu, liền là nguồn gốc từ lòng người. Động lòng người tâm lại nguyên từ nơi đâu? Chỉ vùng trời, lòng người nguồn gốc từ thiên đạo. Thiên sinh lòng người, người có thiên đạo sinh dưỡng người, cũng có thần sáng tạo người, tỉ như ngươi luân hồi thiên quốc bên trong, có ngàn tỷ tín đồ a. Cái kia đều là chính ngươi sáng tạo, làm sao không thấy ngươi thiên quốc bên trong tín đồ tranh đấu tàn sát? Ngược lại chúng ta mấy ngày này đạo sinh nuôi người, sát lục đánh trận liền vạn cổ không ngớt, không đem người dẫm chết, liền tuyệt sẽ không cam lòng. Đây là vì cái gì? Thần sáng tạo người cùng thiên sinh người, khác biệt làm sao thật lớn như thế? Nghe được Hoàng lão lời này, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Tại không không lúc nào không, một hạ vị thần, liền có sáng tạo một cái thế giới, sinh sôi ngàn tỷ sinh linh năng lực, tỷ như Diệp Thần, hắn một cái lỗ chân lông, một giọt máu, một đầu tóc, trên lý luận nói, đều có thể sinh sôi ra vạn thiên vũ trụ thế giới. Bất quá như thế sáng tạo thế giới. Không có thiên đạo linh khí tẩm bổ, giá trị không lớn, cho nên hắn chỉ sáng tạo ra một cái luân hồi thiên quốc. Hắn luân hồi thiên quốc bên trong sinh linh, là hắn sáng tạo, thuộc thần sáng tạo, cùng trời sinh sinh linh có khác biệt về bản chất. Hiện tại nghe xong Hoàng lão, Diệp Thần liền lâm vào trầm tư, hoàn toàn chính xác, thần sáng tạo sinh linh cùng trời sinh sinh linh, khác nhau quá lớn. Thiên đạo sinh dưỡng người, lòng người tràn ngập tham lam, tự tư, ghê tởm, bạo ngược. Giống như Diệp Thần chính mình, cũng có thật nhiều tự tư suy nghĩ. Người nếu như không tự tư, vậy thì không phải là người, tỉ như Diệp Thần hắn cho tới bây giờ không có đưa hắn luân hồi thiên quốc bên trong sinh linh, coi như là người, bất quá là một đám cung cấp tín ngưỡng linh lực công cỗ khôi lỗi thôi. Ta không biết, này chút trung cực đạo lý lớn, ta không hiểu. Diệp Thần hết sức nói thẳng sự rốt nát của mình, lại lắc đầu nói, trước mắt, ta cũng không muốn hiểu. Diệp Thần rất rõ ràng đạo tâm của mình mặc dù đầy đủ cứng cỏi cường hãn, ngoại vật vô pháp trùng kích, nhưng thành lũy là khả năng từ nội bộ đánh vỡ, một khi chính hắn bắt đầu suy nghĩ lung tung, đạo tâm liền có khả năng sụp đổ. Nghĩ quá nhiều, không phải chuyện tốt. Cho nên, phàm là dính đến thế giới quy tắc, trung cực chân lý, lòng người tranh đấu các loại vấn đề, Diệp Thần tất cả đều tận lực né tránh, này chút lớn đến kinh khủng vấn đề, trước mắt hắn còn không thích hợp đi tiếp xúc.
không không lúc nào không nhiều như vậy kinh tài tuyệt diễm cường giả, vô số vĩ đại tiên hiền, bọn hắn dốc hết tâm huyết vô tận kỷ nguyên, đều không thể giải quyết vấn đề, Diệp Thần cũng không hy vọng xa vời hiện tại chính mình có thể giải quyết. Thiên hành kiện, quân tử dùng không ngừng vươn lên, hắn có thể làm, liền là không ngừng vươn lên tiếp tục đi, ít nhất, muốn tu luyện tới thiên đế cảnh giới, siêu thiên cảnh giới, thậm chí là trèo lên đỉnh đạo quân, hắn mới có tư cách đi suy nghĩ thế giới trung cực. Về phần hiện tại, Diệp Thần chỉ phải gìn giữ thuần túy đạo tâm, không suy nghĩ lung tung, thuần túy tu luyện là đủ. Hoàng lão cười ha ha, nói, rất tốt, tiểu tử, ngươi hết sức thông minh, biết nhân sinh khó được hồ đồ, có một số việc, không hiểu so đã hiểu muốn tốt. Bất quá, ngươi có thể là luân hồi chi chủ, ngươi không thể hồ đồ, có một số việc, ngươi nhất định phải biết rõ chân tướng. Ta cho ngươi xem một chút cái này. Nói xong, Hoàng lão móc ra một bức tranh, chậm rãi bày ra. Chỉ thấy trong bức tranh, miêu tả lấy một cây cột đá, cái kia cột đá cũng không cổ lão, cũng không tang thương, mà là tràn ngập vô tận phát sáng, hà thải bốc hơi, thủy khí dồn dập, hoa lệ xinh đẹp mà trói lọi, phảng phất muốn theo trong bức tranh nhảy ra, sừng sững ở cái thế giới này, nhường vinh quang phát sáng phủ kín chỗ có thời không, tráng lệ dị thường. Đây là... Diệp Thần khẽ giật mình. Hoàng lão cười hì hì rồi lại cười, nói, đây là sáng tạo sinh chi trụ, là một loại vĩ đại kỳ quan, nếu hiện tại thiên đạo có vấn đề, dẫn đến lòng người sản sinh ra đủ loại ghê tởm, vậy chúng ta liền khác lập thiên đạo, mặt khác chế tạo một cái thiên đạo ra tới, chính là cái này sáng tạo sinh chi trụ. Chỉ cần sáng tạo sinh chi trụ chế tạo ra đến, thế gian tất cả hắc ám, đều có thể bị dọn sạch, lòng người đủ loại ghê tởm, tại sáng tạo sinh chi trụ phát sáng chiếu rọi đến, đều có thể đạt được tịnh hóa. Này sáng tạo sinh chi trụ, còn có khả năng sinh sôi ra thế giới mới, một cái vô cùng sung mãn phát sáng, vô tận linh khí thế giới mới có khả năng đem cựu thế giới che giấu, tất cả chúng ta đều có thể buông xuống phân tranh, đạt được tịnh hóa, đi tới thế giới mới đi, được hưởng vĩnh hằng cực lạc. Diệp Thần cực kỳ chấn động, nói, sáng tạo sinh chi trụ. Hoàng lão, đây là người tư tưởng vĩ đại kỳ quan. Người thật nghĩ lật đổ thiên đạo, khác lập thiên đạo a. Thiên đạo là hữu hình mắt tiền thế giới thiên đạo, liền là một cái khối Rubik. Hoàng lão tư tưởng thế giới mới, thiên đạo là căn này sáng tạo sinh chi trụ. Cùng Diệp Thần đạo thiên kiếm khác biệt, Diệp Thần đạo thiên kiếm, mặc dù cũng là có khác lập thiên đạo tư tưởng, nhưng chỉ là tư tưởng mà thôi, hắn cũng không định thay đổi thực hiện. Đạo thiên kiếm bên trên đủ loại pháp tắc phù văn, đều là mơ hồ cũng không có cụ thể bộ dáng. Bởi vì liền Diệp Thần, đều vẫn không có thể nghĩ ra cùng tại chỗ thiên đạo hoàn toàn pháp tắc khác nhau. Nhưng Hoàng lão sáng tạo sinh chi trụ, lại khác, trên cây cột có loại rõ ràng phù văn, mỗi một đạo phù văn đều đại biểu cho một loại thế giới pháp tắc, đại biểu cho bản nguyên nhất quy luật. Tỷ như tại hiện tại thiên đạo quy luật dưới, vật thể tại dưới tình huống bình thường, sẽ rơi xuống, mà không phải đi lên bay. Nhưng sáng tạo sinh chi trụ bên trên pháp tắc, lại không phải như vậy. Vật thể là sẽ không rơi xuống, người thiên sinh liền sẽ bay, sẽ không nhận bất luận cái gì hiện thực lực hút trói buộc. Còn có không gian pháp tắc, cũng hoàn toàn khác biệt, tại chỗ không gian pháp tắc, không gian là rộng lớn vô biên, nhưng theo một đầu mối không gian, đi tới khác một đầu mối không gian, cần mượn dùng công cụ hoặc là dựa vào thần thông. Nhưng Hoàng lão tư tưởng, lại không phải như vậy, sáng tạo sinh chi trụ bên trên không gian pháp tắc, định nghĩa là không gian là vô cùng lớn. Có thể tùy ý chồng chất xuyên qua, coi như là người bình thường nhất, đều có thể không nhận không gian hạn chế, tự do đi xuyên vạn giới, không cần phải mượn bất luận cái gì công cụ. Còn có thời gian pháp tắc, cũng là khác biệt, thời gian trôi qua, sẽ không lại mang đến giải yếu, chỗ có sinh vật đều là vĩnh sinh, mà lại bởi vì là không gian vô cùng lớn, tài nguyên vô hạn nhiều, cũng không có sinh tồn khu vực không đủ nguy hiểm. Đến mức sát lục, cũng hoàn toàn không tồn tại. Cấu thành thế giới mới bản chất, là khí, toàn bộ sinh linh có thể ăn khí mà sinh, không cần lại ăn những sinh vật khác để duy trì chất dinh dưỡng, toàn bộ sinh linh đều có thể bữa ăn hạ uống xương, không ăn khói lửa, đều tương đương với thần tiên. Diệp Thần nhìn xem trên bức họa sáng tạo sinh chi trụ, càng xem càng chấn kinh, càng xem càng rung động. Này sáng tạo sinh chi trụ, phía trên đủ loại pháp tắc quy luật, quá hoàn thiện, quá hoàn mỹ. Có thể cấu thành một cái logic trước sau như một với bản thân mình hoàn mỹ thế giới, không giống với tại chỗ thiên đạo, không có cái gì trói buộc cùng hạn chế, hết thảy căn bản chính là tự do, phồn vinh, giàu có.
không tồn tại sát lục tranh đấu lòng người tại sáng tạo sinh chi trụ hào quang chiếu rọi đến, cũng vĩnh viễn quang minh thiện lương, sẽ không còn có tàn sát lẫn nhau suy nghĩ, thậm chí liền tự tư dục vọng đều không tồn tại, tất cả mọi người là thánh nhân. Diệp Thần trăm triệu không nghĩ tới, hoàng lão thế mà sẽ tư tưởng ra như thế hoàn mỹ vĩ đại kỳ quan, này sáng tạo sinh chi trụ hoàn mỹ, cùng tại chỗ thiên đạo khối Rubik so sánh, mảy may cũng không kém. Duy nhất nhường Diệp Thần thấy không thoải mái, liền là sáng tạo sinh chi trụ phát sáng, chiếu rọi hết thảy, liền lòng người tự tư dục vọng, cũng hoàn toàn bị thanh lý đi. Đây là Diệp Thần không thể nào tiếp thu được, hắn không muốn nội tâm của mình, chịu đến bất kỳ lực lượng nào trùng kích, càng không muốn ý nghĩ của mình, bị người mạt sát. Hoàng lão mỉm cười, nói, này sáng tạo sinh chi trụ chính ta có thể cấu không nghĩ ra được. Diệp Thần lại nhìn phía đại chủ tể, là đại chủ tể sao? Đại chủ tể lắc đầu nói, không phải, khác lập thiên đạo pháp tướng, mà lại quy tắc còn như thế hoàn mỹ hoàn thiện, ta thực lực cho dù cường đại hơn nửa vạn lần, cũng không có khả năng tư tưởng ra tới. Khác lập thiên đạo, chỉ cần đủ quyết đoán, có ý tưởng, lại không sợ thiên hàng tội phạt, đại chủ tể cũng có thể nghĩ ra đến, nhưng không có khả năng nghĩ đến cụ thể pháp tắc cấu tạo. Tựa như Diệp Thần, hắn đạo thiên kiếm, phía trên pháp tắc phù văn, toàn bộ là mơ hồ. Bởi vì hắn chính mình cũng nghĩ không ra hoàn thiện pháp tắc. Nhưng sáng tạo sinh chi trụ bên trên pháp tắc, là tuyệt đối hoàn thiện hoàn mỹ, tại chỗ thiên đạo đủ loại thiếu hụt, giả yếu, tử vong, hắc ám, ô uế, tài nguyên không đủ các loại, toàn bộ bị từ bỏ, sáng tạo sinh chi trụ sáng tạo ra thế giới, sẽ không còn có bất luận cái gì hắc ám cùng ô uế, bầu trời cùng đại địa, mãi mãi cũng là quang minh tinh khiết, cũng chỉ có nhẹ nhàng. Sẽ không còn có bất luận cái gì cuồng phong bạo vũ cùng sấm sét vang dội. Hoàng lão lộ ra một vệt thần bí nụ cười, nói, là có một cỗ đặc thù lực lượng, chỉ dẫn ta tư tưởng ra sáng tạo sinh chi trụ kỳ quan, cũng là cỗ lực lượng kia chúc phúc, để cho ta trong vòng một đêm trèo lên đỉnh thiên đế. Diệp Thần đều, đặc thù lực lượng, là cái gì lực lượng? Hắn chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đại chủ tể đã đầy đủ mạnh, nhưng hắn coi như mạnh mẽ vạn lần. Cũng không có khả năng cấu tạo ra sáng tạo sinh chi trụ vĩ đại như vậy thiên đạo pháp tướng. Hoàng lão nói tới đặc thù lực lượng, vị kia chân chính cấu tạo sáng tạo sinh chi trụ cường đại tồn tại, chỉ sợ một cái hô hấp là có thể đem đại chủ tể ép diệt ngàn vạn lần, cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần càng xem sáng tạo sinh chi trụ, càng là sợ mất mật, không thể tin được thế gian sẽ có cường đại như vậy tồn tại, cường đại đến đã có khả năng chế tạo thiên đạo. Không phải hắn tư tưởng đạo thiên kiếm như vậy lừa gạt, mà là đem thế giới mới mỗi một cái pháp tắc, mỗi một nội quy luật, đều hoàn toàn cấu tạo đến rõ ràng. Này loại chân chính sáng thế lực lượng, đã vô pháp dùng ngôn ngữ đi hình dung có cường đại cỡ nào kinh khủng. Không không thời không những người tu luyện, cũng có sáng thế tư cách, nhưng chẳng qua là bám vào tại chỗ thiên đạo dưới thô thiển thủ đoạn, chân chính nhảy ra thiên đạo bên ngoài, tự lập thiên đạo sáng thế, vậy căn bản không ai có thể làm được. Đại chủ tể, nguyên thiên đế, hồn thiên đế bọn hắn cộng lại cường đại hơn một vạn lần nữa, đều làm không được. Diệp Thần xem sáng tạo sinh chi trụ lần đầu tiên, tưởng rằng hoang lão tư tưởng, nhưng nhìn kỹ phía dưới, liền biết không thể nào. Này sáng tạo sinh chi trụ, thực sự quá hoàn mỹ, đủ loại thiên đạo quy luật, cùng tại chỗ thiên đạo khác biệt, rồi lại logic trước sau như một với bản thân mình, hết thảy pháp tắc ngay ngắn rõ ràng. Dùng hoang lão thực lực là tuyệt đối không thể có thể tư tưởng ra tới. Sáng tạo sinh chi trụ sau lưng sáng tạo giả, cường đại khủng bố đến mức không thể tưởng tượng nổi, hoang lão đạt được hắn chúc phúc về sau, thậm chí một bước trèo lên đỉnh thành thiên đế. Diệp Thần trước đó còn tưởng rằng, hoang lão có thể trèo lên đỉnh thiên đế, là bởi vì thiên đạo chúc phúc, nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn không là, là mặt khác có một loại lực lượng, khiến cho hắn thành tựu thiên đế. Đó là cái gì lực lượng, Diệp Thần không cách nào tưởng tượng. Hoàng lão trên mặt cũng là mang theo một vệt nghiêm nghị cùng kính sợ, còn có kinh khủng, nói, cỗ lực lượng kia là thế giới bên ngoài lực lượng, không tại thiên đạo bên trong, nhảy ra trong ngũ hành, cường đại đến không thể tưởng tượng. Diệp Thần ngốc ngốc nói, thế giới bên ngoài lực lượng. Hoàng lão nói, đúng vậy, cụ thể chân tướng, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết một bộ phận. Còn có chút chân tướng liên quan tới thời gian luân hồi trở lại, thế giới quy khư, hiện tại ta nói cho ngươi, có thể sẽ cho đạo tâm của ngươi, hình thành to lớn trùng kích. Tóm lại, chúng ta nhất định phải chế tạo ra sáng tạo sinh chi trụ, mới có thể nhảy ra thời gian luân hồi trở lại, trốn qua thế giới quy khư tận thế,
coi như không vì kiến tạo thế giới mới, có thể tránh né quy khư tận thế, chế tạo sáng tạo sinh chi trụ cũng đáng. Ngươi là luân hồi chi chủ, chúng ta nghĩ nhảy ra thời gian luân hồi trở lại, nhất định phải dựa vào ngươi hỗ trợ, sáng tạo sinh chi trụ cần một cái trưởng khống giả, thế giới bên ngoài vị trí tôn kia, hắn nói hắn đã sắp chết đi, đã vô pháp trưởng khống sáng tạo sinh chi trụ, hắn nói chỉ có ngươi có thể trưởng khống. Ngô, khả năng hắn hiện tại đã chết đi, ta đã thật lâu không có nghe được thanh âm của hắn. Chờ chúng ta chế tạo ra sáng tạo sinh chi trụ, đồng thời nhường ngươi thuận lợi trưởng khống, chúng ta là có thể nhảy ra thời gian luân hồi trở lại, tránh cho quy khư, đồng thời chế tạo ra thế giới mới, vị kia thế giới bên ngoài chí tôn, nghĩ đến cũng có thể sống lại. Diệp Thần đầu ông ông tác hưởng, Hoàng lão nói tới đủ loại khái niệm, thời gian luân hồi trở lại, thế giới quy khư, thế giới bên ngoài lực lượng, sáng tạo sinh chi trụ các loại, thái trùng kích lòng người. Diệp Thần cảm giác đầu của mình, đã thành một đoàn tương hồ, vô pháp để riêng đầu mối tới. Tại hỗn loạn một lúc lâu sau, hắn cuối cùng miễn cưỡng để riêng một điểm suy nghĩ, nhạy cảm bắt được một vấn đề, nói, này sáng tạo sinh chi trụ, đại khí bàng bạc, tư tưởng quá mức nghịch thiên, coi như nắm toàn bộ không không thời không tài nguyên điền vào đi, đều khó có khả năng chế tạo ra tới đi. Chúng ta còn muốn làm sao chế tạo? Hoàng lão nói, vị kia thế giới bên ngoài chí tôn, hắn từng nói với ta, hắn sắp phải chết, thi thể của hắn có khả năng xung làm chế tạo sáng tạo sinh chi trụ tài liệu, chỉ cần chúng ta có thể thu tập hợp đầy đủ thiên tài địa bảo làm kíp nổ, là có thể đưa hắn thi thể năng lượng kích phát ra đến, từ đó đem sáng tạo sinh chi trụ, theo huyễn tưởng bản vẽ, rèn đúc thành chân thực tồn tại, cũng thay thế hiện tại thiên đạo khối Rubik. Hiện tại cần làm kíp nổ tài liệu, ta cùng đại chủ tể đã góp nhặt một chút, còn cần một giọt thiên đế luân hồi máu, còn có 10 bộ đỉnh cấp cường giả thi thể. 10 vì thập toàn thập mỹ, 10 bộ đỉnh cấp cường giả thi thể, thiếu một thứ cũng không được, mà lại ngươi thiên đế luân hồi máu, cũng không thể thiếu khuyết. Diệp Thần nói, thiên đế luân hồi máu, là muốn ta ra. Hoàng lão nói, đúng vậy, tiểu tử, nhanh lên tu luyện đi, chỉ có ngươi tấn thăng thiên đế cảnh, ngươi luân hồi máu, mới có đầy đủ tư cách, đi kích hoạt sáng tạo sinh chi trụ. Ta có dự cảm, vị kia thế giới bên ngoài chí tôn, hắn đã chết đi, thi thể của hắn, năng lượng đã lắng đọng đến sáng tạo sinh chi trụ phía dưới, chỉ là chúng ta còn thiếu khuyết kíp nổ kích hoạt. Bản vẽ liền tại ta chỗ này, chỉ cần chúng ta có thể tìm tới đầy đủ tài liệu, bổ sung đi vào, sáng tạo sinh chi trụ liền có thể sinh ra. Diệp Thần trợn mắt hốc mồm, suy nghĩ trong hỗn loạn lại dẫn điểm rõ ràng, dần dần minh ngộ, nói, cho nên, ta muốn làm, liền là không ngừng tu luyện. Mau sớm trèo lên đỉnh thiên đế sao? Hoàng lão vỗ tay phát ra tiếng, nói trên đại thể không sai, nhưng trên thực tế sáng tạo sinh chi trụ chế tạo, tất nhiên sẽ dẫn tới thiên đạo căm thù, đến lúc đó thiên hàng thần phạt, cũng cần ngươi tới tọa chấn, đối kháng thiên kiếp. Ngươi đăng thiên trên đế lộ, đại chủ tể đằng trước đã cho ngươi rất nhiều cơ duyên, đằng sau hắn là không thể lại tùy tiện nhúng tay. Diệp Thần hỏi, vì cái gì? Đại chủ tể nhẹ nhàng lắc đầu. Thở dài, bởi vì thiên đạo ở trên, ta nếu là lại tận lực phun trồng ngươi, bị thiên đạo phát giác, chúng ta chế tạo sáng tạo sinh chi trụ kế hoạch, liền có khả năng bại lộ, dẫn tới thiên phạt, ta về sau là không thể lại tùy tiện giúp ngươi, tinh không tranh bá thi đấu là ta cho ngươi cuối cùng cơ duyên, luân hồi chi chủ, sau này đường, liền muốn chính ngươi đi, ta chờ ngươi đăng thiên đế ngày đó. Diệp Thần tâm thần có chút hốt hoảng, hắn tư tưởng đạo thiên kiếm, cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Nhưng đại chủ tể cùng hoang lão, lại là đùa thật, thật muốn khắc lập thiên đạo, chế tạo sáng tạo sinh chi trụ, thay thế hiện tại thiên đạo khối Rubik. Diệp Thần tâm bên trong có loại nghi vấn xen lẫn, vị kia thế giới bên ngoài chí tôn, đến cùng là dạng gì tồn tại, thật nhất định phải thủ tiêu thiên đạo không thể sao. Sáng tạo sinh chi trụ chế tạo ra tới, cái loại người này người đều là thánh nhân thế giới, lại thật là mình muốn sao. Nói thật, hoang lão cùng đại chủ tể. Muốn tạo sáng tạo sinh chi trụ, xây dựng thế giới mới, Diệp Thần cũng không là nghĩ như vậy vào cuộc, bởi vì có loại thứ không xác định. Nhưng, hắn thụ đại chủ tể nhiều như vậy ân huệ, nghĩ hoàn toàn không đếm xỉa đến, cũng là tuyệt đối không thể. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Hoàng lão nhìn thấy Diệp Thần bao vỗ la mờ mịt hỗn loạn biểu lộ, cũng là thở dài vỗ đầu vai của hắn, nói tiểu tử, ta biết ngươi bây giờ trong lòng rất loạn, ta hiểu rõ tâm tình của ngươi. Ta cùng đại chủ tể, hiện tại kéo ngươi vào cuộc, cũng không cần ngươi làm cái gì,
chúng ta sẽ cho ngươi đầy đủ thời gian trưởng thành cùng thích ứng, sẽ chậm rãi cáo chi ngươi càng nhiều thế giới chân tướng. Hiện ở đây, ngươi vẫn là mau sớm khôi phục ngươi tay cụt đi. Ta cùng đại chủ tể, là không thể sẽ giúp ngươi, bằng không bại lộ thiên cơ, thiên đạo hàng phạt, ta cùng đại chủ tể đều phải chết. Ngươi sau này con đường tu luyện, tự cầu phúc đi. Diệp Thần nghe Hoang lão, suy nghĩ rốt cục hoàn toàn rõ ràng, nói, tốt, ta biết rồi. Lại hướng về đại chủ tể bái, đại chủ tể, nói thật, các ngươi muốn tạo cái gì thế giới mới, ta hứng thú không lớn, nhưng, ta nhận qua ngươi thiên đại ân huệ, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Chỉ cần không vi phạm ta bản tâm, ngươi có yêu cầu gì, ta sẽ tận lực thỏa mãn. Diệp Thần sở tác đi, cơ bản nhất ranh giới cuối cùng, liền là không thể vi phạm bản tâm. Đại chủ tể mỉm cười, nói tốt, ngươi đi đi, về sau có vấn đề, ta sẽ lại liên lạc ngươi. Diệp Thần nói, được. Lại hỏi, đúng rồi, đại chủ tể, ngươi tại đỉnh núi, có thể thấy tinh không bỉ ngạn cảnh tượng sao? Đại chủ tể con ngươi híp lại, nhìn thật sâu liếc mắt Diệp Thần, nói, làm sao vậy? Diệp Thần nói, ta muốn hỏi một ít chuyện. Đại chủ tể nói, là liên quan tới thiên mẫu sao? Diệp Thần chấn động trong lòng, nói, đúng vậy. Thiên mẫu nương nương thánh địa, hóa thành hắc ám phế tích, Diệp Thần 10 điểm lo lắng, hết sức muốn biết sau lưng tình huống. Xem đại chủ tể bộ dáng, hắn hiển nhiên là dòm gặp được một chút che giấu. Đại chủ tể cười cười, nói tinh không bị ngạn khắp nơi đều có hắc ám bừa bãi tàn phá, thiên mẫu nơi nào đó thánh địa bị hắc ám bao phủ, đây không phải cái đại sự gì, ngươi không cần quá lo lắng, đi tốt con đường của mình liền có thể. Nghe vậy, Diệp Thần thở dài một hơi, nói, thì ra là thế, ta đây an tâm, đại chủ tể, ta cáo từ trước. Ngay sau đó, Diệp Thần liền khom người từ biệt đại chủ tể cùng Hoang lão, lợi dụng thánh linh phù truyền tống rời đi, lại lần nữa về tới tinh không thần trì, tiếp tục ngâm điều dưỡng, khôi phục tinh thần. Vừa mới nhìn thấy sáng tạo sinh chi trụ, Diệp Thần tinh thần nhận lấy to lớn trùng kích, không ngừng hít sâu điều chỉnh, mới chậm rãi để cho mình tỉnh táo lại. Này sáng tạo sinh chi trụ, thật sự là không hợp thói thường a, so với ta đạo thiên kiếm còn không hợp thói thường. Ta tư tưởng đạo thiên kiếm, cũng chẳng qua là ngẫm lại, nhưng Hoang lão cùng đại chủ tể, lại là muốn chơi thật, thật muốn lật đổ cựu thế giới, thành lập mới thiên đạo, thế giới mới. Ngô, bất quá với ta mà nói, những chuyện này còn có chút xa xôi, vẫn là mau sớm đi vọng hồ đạo tràng, tìm tới bạch hổ mảnh vỡ, khôi phục tay cụt lại nói. Diệp Thần hạ quyết tâm, trong lòng có quyết đoán, với hắn mà nói, không có so khôi phục tay cụt chuyện trọng yếu hơn. Đến tại cái gì lật đổ cựu thế giới, khác lập thiên đạo, chế tạo thế giới mới, này chút hùng vĩ lý niệm, ngẫm lại đều để người nghẹt thở, hắn cũng lười suy nghĩ nhiều, đi tốt trước mắt đường là đủ. Chỉ có thiên nguyên cảnh ba tầng trời thực lực hắn, còn không có tư cách đi nghĩ những thứ này hùng vĩ vấn đề, ít nhất, muốn chờ trèo lên đỉnh thiên đế về sau, mới có thể đi cân nhắc những cái kia trung cực sự tình. Hiện tại Diệp Thần, khoảng cách trung cực còn quá xa vời. Lại qua một ngày, Diệp Thần đã làm tốt hết thảy chuẩn bị, liền chuẩn bị đi vọng hồ đạo tràng. Xuất phát đêm trước, đạo thiên đế Lạc Phi Thiên hướng Diệp Thần nói. Mộ chủ, ngày mai liền đi vọng hồ đạo tràng sao? Diệp Thần nói, đúng vậy, tiền bối, nếu đó là địa bàn của ngươi, còn xin ngươi nhiều hơn phù hộ a. Lạc Phi Thiên mỉm cười, nói tự nhiên, ta có một thanh bội kiếm, liền truyền cho ngươi đi, chờ ngày mai đi đến vọng hồ đạo tràng, ngươi có bội kiếm của ta, có thể đối phó rất nhiều bất trắc. Nói xong, Lạc Phi Thiên tế ra một thanh kiếm kia tinh mang trảm nhiên, thân kiếm bên trên khắc vẽ đầy bùa văn, lại tràn ngập chói lọi rực rỡ sáng bóng, để cho người ta nhìn thoáng qua, liền thấy hoa mắt. Đây là... Diệp Thần nhìn xem Lạc Phi Thiên tế ra kiếm. Lập tức thấy một cỗ rộng rãi bàng bạc kiếm khí, đập vào mặt. Kiếm khí này, cũng không là sát lục kiếm khí, mà là ẩn chứa một loại nào đó đại trật tự khí tức, để cho người ta nhìn thoáng qua, liền thấy chấn phục. Lạc Phi Thiên cười nói, đây là năm đó ta bội kiếm, cũng là ta hải đăng, gọi văn minh chi kiếm. Kinh thiên vĩ địa nói văn, chiếu đến bốn phương nói sáng, ta thiên sinh vũ trụ mệnh cách, trên lý luận có thể nắm giữ trí cao thời không pháp tắc, nhưng vô tận thời gian. Vô tận không gian, rất có thể mang đến hỗn loạn, cho nên cần hải đăng chấn thủ. Này văn minh chi kiếm, chính là ta chấn thủ thời không hải đăng, kinh thiên vĩ địa, chiếu đến bốn phương,
vì chế tạo này kiếm, năm đó ta dốc hết tâm huyết, từng bế quan 10 vạn năm, hôm nay liền truyền cho ngươi. Đem bội kiếm giao cho Diệp Thần trong tay. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nói tiền bối, quý giá như vậy kiếm, ngươi liền trực tiếp truyền cho ta không? Lạc Phi Thiên cười nói, không có gì, ngược lại, ta bây giờ chẳng qua là một giới cô hồn dã quỷ, này bội kiếm ta giữ lại cũng vô dụng, chẳng thà đưa cho ngươi, ngươi có khả năng đúc nóng vào đạo thiên kiếm bên trong. Đúc nóng sao? Diệp Thần nhướng mày, lại lắc đầu nói, vẫn là từ bỏ, miễn cho lãng phí, bất quá cùng ta tiểu đạo thiên kiếm dung hợp, cũng không tệ. Đạo thiên kiếm vĩ đại kỳ quan, rộng rãi vô lượng, trước mắt Diệp Thần đã điền luân hồi thiên kiếm, Viêm Hoàng đế ấn, Hoài Thương kiếm đi vào làm tài liệu, đã có khả năng hiển hóa ra kỳ quan pháp tướng, lại bổ sung vật đi vào, ý nghĩa liền không lớn. Bởi vì coi như nắm toàn bộ không không lúc nào không đều điền vào đi, cũng là không thể đủ đem đạo thiên kiếm tạo ra, có thể hiển hóa pháp tướng liền không sai biệt lắm, không cần thiết lãng phí nữa tài nguyên. Lạc Phi Màn Thiên này nắm văn minh chi kiếm, cùng Diệp Thần tiểu đạo thiên kiếm dung hợp, hiệu quả tốt nhất. Này nắm văn minh chi kiếm, khí thế bàng bạc, kinh thiên vĩ địa, chiếu đến bốn phương, có đại trật tự khí phách, nhưng sát khí không đủ, càng thích hợp làm thần khí trấn quốc, mà không phải sát lục chi khí. Cùng tiểu đạo thiên kiếm dung hợp, cái kia văn minh chi kiếm, cũng có thể bộc phát ra sát khí, song kiếm hợp bích, chém ngang chư thiên vô địch. Diệp Thần liền xuất ra tiểu đạo thiên kiếm, Lạc Phi Thiên xem xét, liền liên tục gật đầu nói. Song kiếm hợp bích, cái kia rất tốt, mộ chủ, ta văn minh chi kiếm, cùng ngươi tiểu đạo thiên kiếm dung hợp, phong mang tuyệt đối là vô địch. Tiểu đạo thiên kiếm, bản thân liền là theo đạo thiên kiếm khái niệm bên trong tinh luyện mà ra, có nghịch phá thiên đạo không biết sợ khí tức, sẽ cùng văn minh chi kiếm dung hợp, sát khí cùng trật tự cùng tồn tại, bá đạo cùng vương đạo bổ sung, vẹn toàn đôi bên. Diệp Thần gật gật đầu, lúc này thi triển đạo tông đúc binh thuật, đem hai thanh kiếm dung hợp một chỗ. Ông! Song kiếm dung hợp về sau, Diệp Thần đạt được một thanh mới tinh kiếm, hiện ra màu vàng kim, phía trên mang theo mỹ diệu đạo uẩn, lại có loại loại sát lục cùng văn minh cùng tồn tại nhỏ bé phù văn, Diệp Thần huy kiếm ở giữa, kiếm quang cuồn cuộn, khí thế hạo đáng. Rất tốt, rất tốt! Diệp Thần phi thường hài lòng, hướng Lạc Phi Thiên nói tiền bối, đa tạ. Bội kiếm của ngươi, thật sự là cường hãn a, hiện tại ta nhất kiếm nơi tay, chỉ sợ cửu đỉnh cảnh sơ kỳ võ giả, ta đều có thể nhất kiếm giết chết. Trước mắt Diệp Thần, tu vi là thiên nguyên cảnh ba tầng trời trung giai, hắn chấp trưởng lấy tiểu đạo thiên kiếm, có lòng tin nhảy vọt một cái đại cảnh giới tác chiến, nghịch phạt cửu đỉnh cảnh ba tầng trời bên trong cường giả, mà lại là nhất kiếm miểu sát loại kia, đều không cần dùng chiêu thứ hai. Hiện tại hắn tiểu đạo thiên kiếm, luận khí thế, luận nội tình, luận phong mang, đã vượt qua ngày xưa chí cao thần khí thiên tội cổ kiếm, là không không lúc nào không đệ nhất kiếm. Đến mức chân chính đạo thiên kiếm, đó là vĩ đại kỳ quan, một khi phóng xuất ra, hủy diệt thiên địa, Diệp Thần cũng muốn trả một cái giá thật là lớn, không thể tùy tiện sử dụng. Lạc Phi Thiên cười nói, này không tính là gì, năm đó ta, nhất thứ lợi hại, cũng không phải là này văn minh chi kiếm, mà là đạo thiên sơn hà lô. Diệp Thần nói, đạo thiên sơn hà lô. Lạc Phi Thiên mỉm cười, nói, đúng vậy, cái kia đạo thiên sơn hà lô, là ta tư tưởng vĩ đại kỳ quan, năm đó đã có thể hiển hóa ra pháp tướng, này văn minh chi kiếm, trên thực tế là ta dùng đạo thiên sơn hà lô đúc tạo nên. Diệp Thần nhãn tình sáng lên, nói có thể rèn đúc ra văn minh chi kiếm, tiền bối cái kia đạo thiên sơn hà lô, kỳ quan pháp tắc chắc là kinh thiên động địa. Đạo thiên sơn hà lô này năm chữ. Mang cho Diệp Thần chấn động không nhỏ, hắn thậm chí phảng phất nhìn thấy thiên cơ, thấy Lạc Phi Thiên năm đó tư tưởng đạo thiên sơn hà lô ý nghĩ, là muốn đúc nóng thiên đạo, đem chọn viên thiên đạo khối Rubik, đều tại đạo thiên sơn hà lô luyện hóa. Như thế không hợp thói thường tư tưởng, tự nhiên không có khả năng thực hiện, cho nên mới gọi vĩ đại kỳ quan. Hắn văn minh chi kiếm, chính là từ đạo thiên sơn hà trong lò rèn đúc mà ra. Lạc Phi Thiên nói, kinh thiên động địa không dám nhận. Bất quá ta đối cái kia đạo thiên sơn hà lô tư tưởng, đích thật là phi thường hài lòng, chế tạo bản vẽ ngay tại vọng hồ đạo tràng, năm đó ta là giao cho các đệ tử của ta bảo quản. Bất quá, bây giờ vọng hồ đạo tràng, đã bị sử thần tộc chiếm cứ, chỉ sợ môn hạ của ta đệ tử, sớm đã thê thảm sát lục, cái kia chế tạo bản vẽ đoán chừng cũng thành cho tàn, ai, đáng tiếc đáng tiếc. Diệp Thần nói, tiền bối,
ngươi không thể một lần nữa vẽ ra bản vẽ sao? Lạc Phi Thiên nói, có thể là có thể, nhưng tổn thất tài liệu, có thể không có cách nào vãn hồi, năm đó ta tại cái kia chế tạo cầu trong giấy, chút xuống vô số thiên tài địa bảo, mới khiến cho đạo Thiên Sơn Hà Lô ngưng hóa ra pháp tướng, hôm nay coi như vẽ tiếp ra bản vẽ, không có tài liệu làm căn cơ, không có khả năng lại hiện ra. Diệp Thần hiểu được, nói, thì ra là thế, tiền bối, ta đây đi Vọng Hồ đạo tràng, nói không chừng còn có thể tìm về ngươi đạo Thiên Sơn Hà Lô đây. Lạc Phi Thiên cười nói, hy vọng đi, bất quá ta không ôm cái gì hy vọng, mộ chủ, người vạn sự cẩn thận, Vọng Hồ đạo tràng dù sao đã bị Sửu Thần tộc chiếm đoạt. Diệp Thần gật đầu nói, ta biết. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, chờ đến sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thần chính là khóa chặt Vọng Hồ đạo tràng tọa độ, trực tiếp xé rách hư không, phá không đi tới. Chuyến này mục đích chính yếu nhất, là vì tìm kiếm Bạch Hổ mảnh vỡ, khôi phục tay cụt. Nếu như có thể lại thuận lợi tìm tới Lạc Phi Thiên đạo Thiên Sơn Hà Lô, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Vì cẩn thận lý do, Diệp Thần sử cái khuôn mặt thủ đoạn, dịch dung cải tiến, ẩn giấu lên thân phận của mình. Vọng Hồ đạo tràng tuy nói là đã từng Lạc Phi Thiên địa bàn, nhưng hôm nay đã bị Sửu Thần tộc chiếm lấy, thành Hắc Ám Ma Quân lãnh địa, Diệp Thần tự nhiên không thể khinh địch chủ quan, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Diệp Thần đầu tiên là truyền tống đến Vọng Hồ đạo tràng bên ngoài. Nơi này nói là đạo tràng, trên thực tế là một mảng lớn thánh địa, cuồn cuộn không có giới hạn, rộng lớn bao la hùng vĩ, như trải ra tại không không lúc nào trong không gian một bức tranh, tiên sơn núi lớn, thụy khí xuất hiện. Chỉ bất quá, tại đạo tràng thánh địa vùng trời, lại là lượn vòng lấy từng sợi khói đen, âm u đè nén, đó là Sửu Thần tộc Hắc Ám khí tức, Sửu Thần tộc cửu đại ma quân bên trong Hắc Ám ma quân, chính là ở đây. À, ta còn có hậu nhân sống sót. Lạc Phi Thiên nhìn xem Vọng Hồ đạo tràng, một hồi kinh ngạc, lúc này khoảng cách gần tiếp cận, hắn có thể rõ ràng hơn bắt thiên cơ. Từ nơi sâu xa, hắn thấy Vọng Hồ đạo tràng bên trong, còn có hắn hậu nhân khí tức. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng, đệ tử học tập theo hắn, đã bị Sửu Thần tộc sát lục hầu như không còn, nhưng hiện tại xem ra, còn có người còn sống. Phải không, bọn hắn ở đâu? Diệp Thần tầm mắt sáng lên, hỏi. Hiện. Hắn nghĩ điều tra Bạch Hổ mảnh vỡ hạ lạc, nếu có người có thể tin được làm bạn, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Lạc Phi Thiên bấm ngón tay tính toán, cau mày nói, tựa hồ tại lòng đất, trải qua tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt, ta đạo Thiên Sơn Hà Lô tựa hồ cũng vẫn còn, mộ chủ, người trước tiên có thể đi gặp ta hậu nhân. Bất quá, người muốn cẩn thận, này Vọng Hồ đạo tràng bên trong, khắp nơi đều là Sửu Thần tộc tuần thú người, một khi bị bọn hắn phát hiện, vậy cũng không diệu. Mặc dù Diệp Thần thực lực cường hãn, không sợ tuần thú người, nhưng Vọng Hồ đạo tràng sau lưng chủ nhân, lại là cửu đại ma quân bên trong Hắc Ám ma quân, một khi bùng nổ đánh trận, Diệp Thần rõ ràng không phải Hắc Ám ma quân địch thủ. Tốt, ta sẽ cẩn thận. Diệp Thần gật gật đầu, liền lặng lẽ chui vào Vọng Hồ đạo tràng bên trong. Đạo tràng to lớn, vô cùng mênh mông, là một mảnh thánh địa, Diệp Thần chui vào về sau, liền thấy bên trên bầu trời, có từng cái tuần thú người. Lái chiến xa nhanh như tên bắn mà vụt qua, oanh long long như kinh lôi phá không, úy vi tráng quan. Bước vào Vọng Hồ đạo tràng về sau, đủ loại thiên cơ dấu vết manh mối, càng thêm rõ ràng, Diệp Thần quả nhiên cũng là cảm nhận được, Lạc Phi Thiên hậu nhân, liền giấu ở trong lòng đất, trải qua chuột sinh hoạt, tối tăm không mặt trời, nghĩ đến là chịu Sửu Thần tộc áp bách, không được an sinh. Còn có đạo Thiên Sơn Hà Lô, thậm chí là Bạch Hổ mảnh vỡ, Diệp Thần cũng cảm giác được. Đều tại dưới nền đất. Tiền bối, ta Bạch Hổ mảnh vỡ, cùng ngươi đạo Thiên Sơn Hà Lô, đều trong lòng đất. Diệp Thần tầm mắt lóe sáng, thiên cơ nhìn rõ, chỉ một thoáng bắt được Bạch Hổ mảnh vỡ khí tức, liền tại dưới nền đất không sai. Mộ chủ, ngươi chắc chắn chứ? Lạc Phi Thiên nhướng mày, Bạch Hổ mảnh vỡ chính là thần giáp mệnh tinh tứ tượng mảnh vỡ một trong, năng lượng cuồn cuộn, nếu quả như thật ở chỗ này, vì sao ta lại mảy may bắt không đến khí tức? Vọng Hồ đạo tràng mặc dù lớn, nhưng dù sao cũng là Lạc Phi Thiên đã từng địa bàn, đủ loại thiên cơ nhân quả, địa mạch khí lưu, hắn rõ như lòng bàn tay. Nếu như Vọng Hồ đạo tràng bên trong, thật ẩn giấu có Bạch Hổ mảnh vỡ, hắn không có khả năng mảy may cũng không phát hiện được. Diệp Thần Kỳ nói, tiền bối, người thật không có phát giác được sao? Lạc Phi Thiên nói, không có. Diệp Thần tâm bên trong kỳ quái hơn, trước đó Nhậm Phi Phàm
cũng đã tới vọng hồ đạo tràng, nhưng không có phát hiện bạch hổ mảnh vỡ dấu vết, hiện tại Lạc Phi Thiên cũng không có phát hiện. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Thần nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng hắn có khả năng khẳng định, bạch hổ mảnh vỡ tuyệt đối ngay tại vọng hồ đạo tràng, mà lại là tại dưới nền đất, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó, Nhậm Phi Phàm cùng Lạc Phi Thiên đều không phát hiện được. Chỉ có Diệp Thần, hắn chấp trưởng lấy luân hồi thất tinh, thần giáp mệnh tinh liền là một phần của thân thể hắn, hắn tự nhiên có khả năng bắt được bạch hổ mảnh vỡ khí tức. Ngô, tiền bối, xem ra chúng ta muốn đi thế giới dưới lòng đất một chuyến, nhìn một chút người hậu nhân, thuận tiện cũng điều tra đạo Thiên Sơn Hà Lô cùng ta bạch hổ mảnh vỡ hạ lạc, liền là không biết cửa vào ở nơi nào. Diệp Thần trầm ngâm nói, hiện tại hắn có khả năng khẳng định, hắn mong muốn bạch hổ mảnh vỡ, liền tại dưới nền đất, nhưng cụ thể tại vị trí nào, hắn còn vô pháp xác định, thiên cơ mạch là còn chưa đủ rõ ràng, cần lại khoảng cách gần tiếp xúc. Chẳng qua là, hắn không biết thế giới dưới lòng đất lối vào. Lạc Phi Thiên bấm ngón tay tính toán, nói ta đoán đại khái đến, ta hậu nhân, bản thân ngã xuống về sau, liền triệt để lâm vào suy yếu, kém chút bị hắc ám ma quân diệt sát, vọng hồ đạo tràng quyền hành, cũng rơi xuống hắc ám ma quân trong tay. Hắc ám ma quân thành lập hắc ám tà điện, trở thành vọng hồ đạo tràng duy nhất bá chủ, ta hậu nhân bên trong người còn sót lại, trốn đến trong lòng đất, thành lập minh đạo cung, dựa vào đạo Thiên Sơn Hà Lô thủ hộ, miễn cưỡng kéo dài hơi tàn. Này minh đạo cung lối vào, ta cũng không biết, bọn hắn tận lực ẩn núp, đến mức người bạch hổ mảnh vỡ, ta đây là mảy may cũng không phát hiện được dấu vết. Diệp Thần nhíu nhíu mày, nói tiền bối, liền ngươi cũng không biết minh đạo cung lối vào, vậy nhưng phiền toái. Lạc Phi Thiên nói, không sao, mộ chủ, ta có biện pháp có thể giải quyết. Diệp Thần nói, ồ. Lạc Phi Thiên nói, đằng trước liền là hắc ám tà điện chủ thành, u ám cổ thành, người trước tiên có thể đi u ám cổ thành, tìm hiểu hạ tin tức. Mặt khác, người có khả năng lưu lại này loại ký hiệu. Bàn tay hắn hư nắm, tại trong lòng bàn tay dâng lên một đạo phù văn, hình dạng như một thanh kiếm, cùng văn minh chi kiếm vẻ ngoài cùng loại. Đây là ta vọng hồ đạo tràng năm đó môn phái đồ đằng, ngươi lưu lại cái này hào, nếu như ta hậu nhân thấy, bọn hắn sẽ đích thân tới tìm ngươi. Nếu như còn không được, vậy chúng ta lại dựng một cái tế đàn, do ta tự mình hiển linh, kêu gọi ta hậu nhân tới, nhưng này pháp hung hiểm nhất, bởi vì ta năm đó dẫm lên trời, mạo phạm thiên đạo, thiên tội quấn thân, ta nếu là hiển linh, một khi xúc động thiên điều, chỉ sợ muốn hồn phi phách tán. Diệp Thần tâm bên trong run lên, nói tiền bối, vậy chúng ta đi trước u ám cổ thành, tìm kiếm tin tức. Hiện tại có thể xác định sự tình, liền là Lạc Phi Thiên còn có hậu nhân sinh tồn, trong lòng đất thành lập minh đạo cung, đang kéo dài hơi tàn lấy. Đạo Thiên Sơn Hà Lô cùng bạch hổ mảnh vỡ, cũng tại trong lòng đất. Nhưng thế giới dưới lòng đất, minh đạo cung lối vào, Diệp Thần cùng Lạc Phi Thiên, đều không thể suy tính đến ở nơi nào, bởi vì minh đạo cung người, tận lực đem cửa vào ẩn giấu đi. Không biết cửa vào, cưỡng ép tiến vào lòng đất cũng vô dụng, bởi vì vọng hồ đạo tràng thánh địa cuồn cuộn, nếu như không có xác thực tọa độ, nghĩ tại mịt mờ lòng đất trong vực sâu, tìm minh đạo cung tung tích, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Trước mắt, Diệp Thần liền dự định đi u ám cổ thành tìm hiểu tin tức. Cái kia u ám cổ thành, chính là hắc ám tà điện chủ thành, cũng là vọng hồ đạo tràng trong thánh địa, tối vi phồn vinh thành thị. Hắc ám ma quân chấp trưởng cái thế giới này quyền hành. Minh đạo cung người, trong lòng đất hạ kéo dài hơi tàn, hắn không có khả năng thờ ơ. Tại u ám cổ thành bên trong, có lẽ có người biết minh đạo cung lối vào chỗ. Mà ở cái thế giới này xuất nhập người, toàn bộ là sử thần tộc người, không có người ngoài, bởi vì sử thần tộc cực đoan bài ngoại, bất luận cái gì người ngoài đều là địch nhân của bọn hắn. Xấu trong thần tộc, tại sử thần trở xuống, liền là cửu đại ma quân. Ngoại trừ mạnh nhất sa đọa ma quân. Cần hầu hạ tại sử thần bên người bên ngoài, còn lại 8 vị ma quân, đều tại không không lúc nào không thành lập có lãnh địa, thường ngày trao đổi tấp nập, bù đắp nhau, hình thành bên trong tuần hoàn, không cần dựa vào bất luận cái gì người, là có thể tự cấp tự túc. Tại vọng hồ đạo tràng bên trong, cũng thật nhiều mặt khác ma quân dưới trướng đệ tử, tại ra vào trao đổi vật tư. Ngoại trừ sử thần tộc đệ tử bên ngoài, nơi này liền không có người ngoài, Diệp Thần là duy nhất người ngoài. Bất quá, Diệp Thần cũng không có bại lộ. Vừa đến, hắn nắm giữ lấy mặt nạ pháp, dịch dung cải tiến thuật lợi hại,
hoàn toàn che giấu chính mình thân phận của luân hồi chi chủ. Thứ hai, cửu đại ma quân bên trong bệnh ách ma quân, Diệp Thần từng tới giao thủ, thậm chí đánh giết đối phương đệ tử Tiêu Cửu U, đạt được virus tà pháp truyền thừa, như thiên tà ác bệnh khóa, virus thiên tai, virus ký sinh quyết, quỷ độc mục nát xương thuật các loại. Hiện tại, Diệp Thần vận chuyển virus tà pháp, toàn thân liền tràn ngập ra từng sợi khói đen mơ hồ bốc lên, ngưng tụ thành từng khỏa tinh hồng virus tảo cầu bộ dáng. Theo nhìn từ bề ngoài, Diệp Thần đơn giản liền là bệnh ách ma quân dưới trướng đệ tử, thực sự không thể lại thật. Bên trên bầu trời, những cái kia lái chiến xa, bay nhanh bay ngang qua bầu trời tuần thú đám người, cúi đầu nhìn thấy Diệp Thần về sau, cũng cho là hắn là sử thần tộc người, là bệnh ách ma quân đệ tử, cũng không lấy làm lạ, càng không xuống để ra nghi vấn. Diệp Thần yên lòng, xem ra thân phận của mình, là có thể triệt để ẩn giấu đi. Hắn nhanh chân hướng về u ám cổ thành đi đến, tại dọc đường trên đại thụ, lại lặng lẽ lưu lại hình kiếm ký hiệu, nếu như Lạc Phi Thiên Hậu nhân thấy, là có thể dọc theo ký hiệu bên trên thiên cơ mạch lạc, cùng hắn lấy được liên lạc. Rất nhanh, Diệp Thần liền đến u ám cổ thành cửa thành, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy u ám cổ thành to lớn bao la hùng vĩ, có rất cường đại võ giả tại trấn thủ, cửa thành cũng có thật nhiều người tại ra vào, vào thành cần giao nạp một bút phí tổn. Diệp Thần lẫn trong đám người, mảy may cũng không thấy được, hắn âm thầm vận chuyển đạo tạc vũ trụ hỗn độn pháp, đánh cắp quá khứ đường tư tưởng của người ta, mong muốn nhìn trộm minh đạo cung huyền bí. Dùng Diệp Thần khả năng hiện giờ, hắn đánh cắp bình thường tư tưởng của người ta, người khác thậm chí không phát hiện được một chút, chỉ cảm thấy không hiểu có chút choáng đầu mà thôi. Đánh cắp rất nhiều đường tư tưởng của người ta về sau, Diệp Thần lại phát hiện, tại vọng hồ đạo tràng, người người đều biết minh đạo cung tồn tại, nhưng cơ hồ không có người biết được hắn cửa vào, chỉ biết là minh đạo cung người, trốn ở lòng đất. Minh đạo cung chấp trưởng lấy đạo thiên sơn hà lô, đó là đạo thiên đế Lạc Phi Thiên lưu lại vĩ đại kỳ quan, uy lực to lớn. Hắc ám tà điện mong muốn tiêu diệt minh đạo cung, giải quyết hậu hoạn, nhưng bởi vì kiêng kỵ đạo thiên sơn hà lô, bọn hắn không dám tùy tiện ra tay. Kỳ thật nếu như hắc ám tà điện, không để ý đại giới, đào sâu ba thước cũng muốn cùng minh đạo cung quyết chiến, cái kia minh đạo cung là tuyệt đối không thể ngăn cản. Nhưng làm như vậy, hắc ám tà điện chắc chắn phải bỏ ra cực kỳ thương vong to lớn cùng đại giới, được không bù mất, dù sao đạo thiên sơn hà lộ uy thế quá mãnh liệt, hắc ám tà điện mong muốn thủ thắng, cũng không phải cái gì chuyện dễ. Trước mắt hắc ám tà điện cùng minh đạo cung, duy trì một loại vi diệu cân bằng. Diệp Thần cảm thấy được từng cảnh tượng ấy, lập tức chau mày, không nghĩ tới liền hắc ám tà điện người, cũng không biết minh đạo cung lối vào. Cũng có thể là chung quanh người qua đường, địa vị quá thấp, tiếp xúc không đến cái gì cơ mật, Diệp Thần dự định vào thành nhìn lại một chút. Lẫn trong đám người, Diệp Thần xếp hàng vào thành, quá trình hết sức thuận lợi, tại nộp vào thành phí tổn về sau, hắn liền thuận lợi bước vào u ám cổ thành bên trong, thân phận cũng không có bại lộ. Dừng lại. Nhưng mà, ngay tại Diệp Thần vừa mới vào thành không lâu, còn chưa đi xa thời điểm, liền nghe đến sau lưng truyền đến một hồi quát lớn tiếng. Diệp Thần tâm bên trong run lên, phát hiện thủ thành hai tên vệ binh, đang đồng thanh quát lớn, nhưng không phải gọi hắn, mà là nhằm vào lấy một thanh niên hòa thượng trợn mắt nhìn. Cái kia thanh niên hòa thượng ăn mặc áo cà sa màu vàng óng, sau đầu lơ lửng một đạo kim sắc vòng tròn, nở rộ Phật quang, bên hông lại treo một cái lưu tinh chùy. Trang phục thoạt nhìn hết sức kỳ quái. Diệp Thần thấy thanh niên hòa thượng như thế trang phục, trong lòng lại rất đỗi chấn động. Thanh niên này hòa thượng trang phục, cùng hắn trước kia đụng phải sát thủ, phai màu người không văn, quả thực là giống như đúc. Người câu thanh niên này hòa thượng, cũng là một cái phai màu người. Hắn sau đầu trôi nổi vòng vàng, chính là cứu rỗi pháp vòng. Nơi này tại sao có thể có phai màu người? Diệp Thần tâm bên trong đại chấn. Chỉ thấy cái kia thanh niên hòa thượng, lọt vào hai cái thủ thành vệ binh chặn đường, vẻ mặt bình tĩnh nói, tỳ thấp nô đại thiên tôn ở trên, tiểu tăng phụng mệnh tới, muốn thay hắc ám ma quân giết hết minh đạo cung người, còn mời hai vị đại ca cho đi. Cái kia hai cái thủ thành vệ binh sững sờ, sau đó cười ha ha, một người trong đó nói. Thối con lừa chọc, ngươi thì tính là cái gì, xem hình dạng của ngươi, chẳng qua là cửu đỉnh cảnh trung kỳ a. Hắc hắc, một cái thượng vị thần. Hoàn toàn chính xác cao minh, nhưng mong muốn giết hết minh đạo cung người, người còn chưa đủ tư cách. Chung quanh ra vào những người đi đường, cũng là hiếu kỳ đánh giá người thanh niên này hòa thượng.
Người người đều biết, Minh Đạo Cung là Đạo Thiên Đế hậu nhân thành lập thế lực, giấu ở lòng đất trong vực sâu, có Đạo Thiên Sơn Hà Lô thủ hộ, liền Hắc Ám Ma Quân này loại nhất lưu thiên đế, đối với cái này cũng là thúc thủ vô sách. Người thanh niên này hòa thượng, thoạt nhìn chẳng qua là cửu đỉnh cảnh trung kỳ, lại dám nói muốn giết hết Minh Đạo Cung người, không khỏi quá cuồng vọng một chút. Mà lại sát lục sự tình, hắn bình tĩnh như vậy lạnh nhạt nói ra miệng, tựa như ăn cơm uống nước tự nhiên, lại dạy người có chút dùng mình. Cái kia thanh niên hòa thượng nói, ta là phụng các ngươi Hắc Ám Tà Điện mệnh lệnh tới, các ngươi làm sao ngược lại ngăn cản ta. Một cái thủ thành vệ binh đạo, ta Hắc Ám Tà Điện, lúc nào xuống này loại mệnh lệnh. Thối con lừa chọc, người cũng đừng giả thần giả quỷ, hắc hắc, ta Sửu Thần tộc có thể không chào đón người ngoài, người thức thời mau cút đi. Thanh niên hòa thượng là cửu đỉnh cảnh trung kỳ cường giả, hàng thật giá thật thượng vị thần, cho nên thủ thành vệ binh cũng không dám trực tiếp vạch mặt, bằng không coi như có thể bắt diệt sát, phía bên mình cũng muốn trả một cái giá thật là lớn, thượng vị thần cũng không phải dễ khi dễ, hắn chỉ thúc giục thanh niên hòa thượng rời đi. Thanh niên hòa thượng ngạc nhiên nói, rõ ràng là các ngươi gọi ta tới, lại muốn đuổi ta đi. Không thể, không thể, ta thu các ngươi tiền đặt cọc, liền muốn thay các ngươi giết người. Bằng không tiểu tăng trong lòng khó có thể bình an. Vệ binh kia nói, người hòa thượng này làm sao miệng đầy giết giết giết, người tên là gì? Thanh niên hòa thượng nói, tiểu tăng pháp danh Thất Phô, chính là Tỳ Thấp Nô Đại Thiên Tôn dưới trướng tín đồ, phần tịch Linh Sơn Huyền Tự đệ nhị hào sát thủ. Vệ binh kia cười hắc hắc nói, người vẫn là sát thủ tới. Người cho ta là kẻ ngu sao? Còn có tên của ngươi, gọi là cái gì nhỉ, Thất Phô? Làm sao kỳ quái như thế? Thanh niên hòa thượng nói, tiểu tăng không cha không mẹ, không quen không bằng hữu, vô thê vô tử, cho nên gọi Thất Phô. Vệ binh kia nói, không cha không mẹ, không quen không bằng hữu, vô thê vô tử, cái kia cũng chỉ có 60 a. Thanh niên hòa thượng nói, há, còn có hoàn toàn không có, là vô địch. Vệ binh nói, cái gì? Thanh niên hòa thượng nói, vô địch, thiên đế trở xuống, tiểu tăng vô địch, thiên đế trở lên. Tiểu tăng có khả năng một đổi một. Vệ binh cười ha ha, toàn trường chỗ có qua đường người cũng cười ra tiếng. Vệ binh nói ra, ngươi khẩu khí thật lớn, một cái cửu đỉnh cảnh, lại dám nói thiên đế phía dưới vô địch, ngươi làm thần vương không tồn tại. Còn thiên đế trở lên một đổi một, hắc hắc, hắc hắc, luân hồi chi chủ đều không ngươi cuồng vọng như vậy. Thanh niên hòa thượng nói, tiểu tăng muốn giết luân hồi chi chủ, cũng không phải việc khó. Diệp Thần biểu lộ cứng đờ. Lưng một luồng hơi lạnh vọt lên, vô cùng e dè nhìn xem người thanh niên này hòa thượng. Cái này gọi Thất Phô thanh niên hòa thượng, mang đến cho hắn cảm giác, so với trước Không Văn còn nguy hiểm hơn. Trước đó Tinh Không tranh bá thi đấu trên đường, Sơn Thần điều động Không Văn ám sát Diệp Thần, cái kia Không Văn là phai màu người, tại phần tịch Linh Sơn bên trong, cũng chỉ là hoàng tự số 18 sát thủ, liền đã lợi hại như thế. Mà cái này Thất Phô hòa thượng. Hắn vừa mới nói chính mình là huyền tự đệ nhị hào sát thủ, mức độ nguy hiểm có thể nghĩ. Hắn nói thiên đế phía dưới hắn vô địch, thiên đế trở lên một đổi một, lời này mặc dù cuồng vọng, nhưng Diệp Thần cảm giác là thật. Cái này Thất Phô hòa thượng, hắn ngoại trừ không cha không mẹ, không quen không bằng hữu, vô thê vô tử bên ngoài, hắn còn vô địch. Thủ thành vệ binh lại là không tin, hắc hắc cười lạnh, nói, nhiều cường giả như vậy đều giết không chết luân hồi chi chủ. Ngươi lại dám nói có khả năng giết, thật sự là cuồng vọng không còn giới hạn. Đúng lúc này, lại nghe một đạo thanh lãnh thanh âm, xa xa truyền đến nói, không thể đối Thất Phô đại sư vô lễ. Chỉ thấy một cái áo trắng nhẹ nhàng nữ tử, lòng dạ bên trên in một cái vân trung tiên hạc huy hiệu, da thịt trắng hơn tuyết, chân đạp thần quang, theo u ám cổ thành nơi xa bồng bềnh mà tới. U ám cổ thành bên trong người, tất cả đều là Sửu Thần tộc người, phần lớn hình dung xấu xí. Nhưng cô gái mặc áo trắng này, dung mạo lại là cực đẹp, khí chất xuất trần. Diệp Thần ngửi được một cỗ thanh lãnh làn gió thơm, nghiêng người tránh đi, chung quanh người đi đường cũng là toàn bộ tránh lui, ngước nhìn bạch y nữ tử kia, như xem trên trời thần nữ, không ít người phát ra kinh ngạc thán phục tiếng nghị luận. Cái này là Tiêu Diêu đạo tràng thánh nữ, Ngư Triều Hy tiểu thư. Quả thật là quốc sắc thiên tư thế a. Ma quân đại nhân mời nàng trợ trận, muốn công diệt Minh Đạo Cung. Nàng thật có thực lực này. Hắc hắc, nghe nói Ma Quân đại nhân cùng Tiêu Diêu đạo tràng dựng lên khế ước, nếu là có thể công diệt Minh Đạo Cung, Đạo Thiên Sơn Hà Lô liền giao cho Tiêu Diêu đạo tràng, nếu như thất bại, cái này nũng nịu thánh nữ,
liền muốn xung làm chúng ta hắc ám tà điện đỉnh lô, mặc cho tộc nhân ta thải bổ, hắc hắc, nói không chừng chúng ta còn có cơ hội âu yếm. Mấy người tầm mắt tràn ngập tham lam cùng đói khát, đánh giá bạch y nữ tử uyển chuyển tư thái, giống như hận không thể muốn đem nàng ăn sống nuốt tươi. Bạch y nữ tử kia ánh mắt lạnh lùng, cũng mặc kệ ánh mắt chung quanh cùng nghị luận, nhanh chân đi đến chỗ cửa thành. Cửa thành đám vệ binh, nhìn thấy cô gái mặc áo trắng này, nổi lòng tôn kính, cũng không dám có cái gì mạo phạm, kính cẩn kêu lên. Ngư tiểu thư, bạch y nữ tử kia nhìn về phía thất vô, nói thất vô đại sư, người rốt cuộc đã đến. Lại hướng đám vệ binh nói ra, thất vô đại sư là ta mời tới, các ngươi không thể không lễ. Thất vô chắp tay trước ngực, nói, ngư tiểu thư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Bạch y nữ tử kia nói, thất vô đại sư, chúng ta rõ ràng hẹn 3 ngày sau gặp mặt, ngươi làm sao để tới trước. Thất vô mỉm cười, nói, đều bởi vì tiểu tăng bắt được một tia mối nguy, sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, vì vậy sớm đến, sự tình ra khẩn cấp, không thể sớm thông báo ngư tiểu thư, xin hãy tha lỗi. Bạch y nữ tử ngạc nhiên nói, có cái gì ngoài ý muốn. Thất vô biểu lộ bỗng nhiên trở nên băng lãnh, tầm mắt lộ ra một vệt sát ý. Đột nhiên nhìn về phía Diệp Thần, ngoài ý muốn tại đây bên trong. Tiếng nói vừa ra, thất vô đột nhiên ra tay, tế ra bên hông lưu tinh chùy, xích sắt phung vẩy, lưu tinh chùy hô một tiếng, xen lẫn vô cùng hung hãn uy thế, hướng về Diệp Thần đầu ném tới. Lần này nổi lên biến cố, toàn trường phải sợ hãi. Diệp Thần cũng là rất đỗi kinh ngạc, không nghĩ tới thất vô lại đột nhiên công kích mình. Chẳng lẽ, thân phận của hắn đã bại lộ? Ngục hỏa phần thiên trưởng, phá. Mắt thấy cái kia lưu tinh trùy, thế như lôi đình đập tới, trong lúc nguy cấp, Diệp Thần cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, lập tức trở tay một trường cuồng đập mà ra ngọn lửa cuồng bạo tại trong lòng bàn tay bùng nổ, như muốn phần thiên liệt địa. Oanh một tiếng, Diệp Thần cuồng mãnh một trường, đem cái kia lưu tinh trùy đánh bay. Một chiêu này ngục hỏa phần thiên trưởng, là cửu biện kim liên đệ tứ cánh bên trong võ kỹ, tương đương uy mãnh, Diệp Thần lần đầu thi triển đi ra. Liền hiện ra cương mãnh cực kỳ uy lực, không khí chấn động, chung quanh hắn người đi đường cũng dồn dập bị đẩy lui, dưới chân gạch răng rắc đập tan. Thất vô lưu tinh trùy thu hồi, lấy làm kinh hãi, nói, luân hồi chi chủ, quả nhiên hảo công phu. Người gãy một cánh tay, còn có như thế lực lượng, tiểu tăng cũng là đánh giá thấp ngươi. Này luân hồi chi chủ 4 chữ vừa ra, toàn trường phải sợ hãi, tất cả mọi người tầm mắt, đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần. Lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Đây là luân hồi chi chủ. Không thể nào. Nhìn hắn đầy người virus khí vần quanh bộ dáng, không phải bệnh ách ma quân dưới trướng đệ tử sao? Thế nào lại là luân hồi chi chủ? Ta gặp qua luân hồi chi chủ, bề ngoài không phải như thế à? Mọi người thanh âm kinh ngạc vang lên, Diệp Thần ngụy trang rất khá, ở đây sử thần tộc nhân, căn bản không người có thể nhận ra hắn. Thất vô đại sư, này người là luân hồi chi chủ. Làm sao có thể? Bạch y nữ tử kia cũng là kinh hãi, không thể tin được. Thất vô nói, ngư tiểu thư, tiểu tăng không có lừa ngươi, người này thật là luân hồi chi chủ, hắn có thể giấu giếm được người khác, nhưng không thể gạt được ta. Nói xong, thất vô thôi động sau đầu cứu rỗi pháp vòng, một cỗ màu vàng kim hào quang lan tràn ra, như gợn sóng khuếch tán. Diệp Thần chạm đến kim quang. Toàn thân virus ngụy trang lập tức tán đi, liền mặt nạ pháp cũng bị phá mất, lộ ra bản tướng. Nhìn thấy Diệp Thần bản tướng, bạch y nữ tử kia liền ngây dại, toàn trường người cũng là trợn mắt hốc mồm. Quả nhiên là luân hồi chi chủ. Diệp Thần nhìn thấy chính mình ngụy trang bị phá đi, không khỏi sầm mặt lại. Thất vô nói, luân hồi chi chủ, tệ phái hoàng tự hào sát thủ, không văn sư đệ từng chết trong tay ngươi, trên tay ngươi có dính hắn huyết tinh. Mặc kệ ngươi như thế nào ngụy trang, tiểu tăng liếc mắt liền có thể nhìn ra. Thế nhân đều nói luân hồi chi chủ vô địch thiên hạ, nhưng tiểu tăng cũng cảm thấy, thiên đế phía dưới ta vô địch. Hôm nay liền hướng luân hồi chi chủ lĩnh giáo. Thiên tai nhất chỉ thiên, phá. Thất vô đột nhiên búng một ngón tay, mang theo kinh khủng thiên tai uy áp, khí tượng xâm nghiêm. Nhất chỉ thiên vốn là Phật môn huyền công, nhưng trong tay hắn thi triển đi ra, lại so ma công còn muốn bá đạo. Cuồn cuộn thiên tai sát khí tràn ngập, lui tránh toàn trường, rất nhiều sử thần tộc nhân kinh hãi lui lại. Diệp Thần cũng là thấy một cỗ kinh thiên áp lực, nếu như bị thất vô một chỉ này đánh trúng, hắn chỉ sợ muốn biến thành phai màu người như vậy,
triệt để bị thượng thiên vứt bỏ, đến không đến bất luận cái gì chúc phúc, tiếp nhận vô tận tra tấn. Tiểu đạo thiên kiếm, đại đồ kiếm khí. Diệp Thần quyết đoán cực nhanh, rút ra tiểu đạo thiên kiếm. Tiểu đạo thiên kiếm vừa ra, một cỗ đại hảo hán, đại trật tự, lại mang theo lớn phong mang sát lục kiếm ý, lập tức phóng lên tận trời, trên lưỡi kiếm mang theo thiên đấu đại đồ kiếm kiếm thế khí lưu, như bảo bọc một tầng thật mỏng huyết mang, hướng thất vô thiên tai nhất chỉ thiền chém đi. Diệp Thần tiểu đạo thiên kiếm vốn chính là theo đạo thiên kiếm kỳ quan bên trong để luyện ra, phong mang lăng lệ xâm nghiêm, lại dung hợp lạc phi thiên văn minh chi kiếm, uy thế dày nặng, lại thêm thiên đấu đại đồ kiếm kiếm khí thần uy, hắn một kiếm này quả thực là phong mang vô địch, đủ để dễ dàng chém giết cửu đỉnh cảnh tiền kỳ tồn tại. Nếu như trước kia, Diệp Thần muốn thi triển thiên đấu đại đồ kiếm, cần thời gian ấp ủ tích xúc kiếm thế mà lại đối tự thân tiêu hao rất lớn, nhưng theo hắn tu vi cảnh giới đột phá, hiện tại hắn thực lực xưa đâu bằng nay, trong lúc phất tay, là có thể bùng nổ một vệt thiên đấu đại đồ kiếm kiếm thế, tuy chỉ là một vệt, nhưng sát phạt chi lăng lệ, cũng là thần cản giết thần Phật cản giết Phật. Phối hợp thêm tiểu đạo thiên kiếm, đơn giản vô địch. Thất vô lấy làm kinh hãi, rõ ràng không nghĩ tới Diệp Thần kiếm khí bén nhọn như vậy, hắn không dám đón đỡ, vội vàng thu hồi ngón tay, cấp tốc nghiêng người tránh né. Xuy, Diệp Thần vung trảm huyết sắc sát phạt kiếm khí, theo thất vô bên người lướt ngang mà qua, xé rách hư không, phát ra bén nhọn âm bạo, thất vô sau lưng một đám sử thần tộc vệ binh, đều bị tề thân chém giết. Tại Diệp Thần kiếm khí phong mang dưới, thân thể của bọn hắn, so giấy còn muốn yếu ớt, một chảm liền đứt gãy, máu tươi phun tung tóe. Thất vô hãi dị, nghĩ thầm, này luân hồi chi chủ, công phu thật so ra kém ta, nhưng binh khí quả thực lợi hại, phong mang cư nhiên như thế đáng sợ, đã vượt qua thiên tội cổ kiếm cùng thôn vũ đao, có thể xưng vĩ đại kỳ quan. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Thần trong tay tiểu đạo thiên kiếm, trong ánh mắt đều là vẻ kiêng dè, rõ ràng không ngờ tới Diệp Thần có lợi hại như vậy binh khí. Phần tịch Linh Sơn trong tình báo, cũng không có liên quan tới này nắm tiểu đạo thiên kiếm miêu tả, hắn cũng là lần đầu tiên đụng phải, may mắn phản ứng cấp tốc, bằng không ngón tay đều muốn bị cắt đứt. Mà thấy Diệp Thần kiếm khí lợi hại như thế uy thế, toàn trường sử thần tộc nhân cũng là kinh hãi vạn phần, trên trời tuần thú đám người bị kinh động, dồn dập phát ra hô quát, lái chiến xa vọt xuống tới. Mộ chủ, nhanh lên! Luân hồi mộ địa bên trong, Lạc Phi Thiên thấy không ổn, thúc giục Diệp Thần mau rời đi. Hắn năm đó bởi vì nghịch thiên mà đi, thiên phạt quấn thân, bây giờ không thể tùy tiện hiển linh, cũng không thể tùy tiện trợ lực Diệp Thần, bằng không bại lộ tự thân, có thể sẽ dẫn tới thiên kiếp. Diệp Thần sầm mặt lại, nghĩ thầm, ta đã bại lộ, chờ một lúc hắc ám tà điện cường giả vây giết tới, chỉ sợ không tốt thoát thân. Tâm niệm chuyển động ở giữa, Diệp Thần tay cầm cách không một túm, sử dụng ra đạo tạc vũ trụ hỗn độn pháp, một cỗ cường đại hấp lực truyền ra, liền đem bạch y nữ tử kia vồ tới. Bạch y nữ tử kinh hô một tiếng, mong muốn giãy giụa, nhưng Diệp Thần lại dùng trộm tinh đại pháp, hấp thụ trong cơ thể nàng linh khí, nàng lập tức liền toàn thân rã rời, kêu lên một tiếng đau đớn, không còn chút sức nào, mềm nhũn bị Diệp Thần cầm nắm ở trong tay. Diệp Thần nắm lấy bạch y nữ tử, bày ra thân pháp nhanh chóng nhanh rời đi, chạy vào thành bên ngoài trong rừng rậm lập tức mất tung ảnh. Nguy rồi, luân hồi chi chủ bắt đi Ngư tiểu thư, chúng ta làm sao cùng Tiêu Giao đại đế giao phó? Mau đuổi theo. Tuần thú đám người lái chiến xa lao xuống, chung quy là chậm một bước, thấy Diệp Thần bắt đi bạch y nữ tử kia, đều là dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng triệu tập nhân thủ đuổi theo đoạn, lại lập tức phong tỏa vọng hồ đạo tràng thánh địa không gian, miễn cho Diệp Thần đào thoát ra ngoài. Diệp Thần kỳ thật cũng sẽ không rời đi vọng hồ đạo tràng, bởi vì bạch hổ mảnh vỡ cùng đạo thiên sơn hà lô cũng còn không có cầm tới, hắn trốn vào rừng rậm về sau, lập tức bày ra không gian thần thông, đem chính mình cùng bạch y nữ tử kia thân hình, đều ẩn vào không gian nếp gấp bên trong, tránh né người ngoài ánh mắt cùng đuổi bắt. Không gian nếp gấp bên trong, một mảnh hỗn độn. Bạch y nữ tử sắc mặt tái nhợt, biết mình sinh tử tính mệnh, tất cả Diệp Thần một ý niệm. Ngươi tên là gì? Diệp Thần ngắm nhìn bạch y nữ tử, người sau cũng không là sử thần tộc người. Cá Triều Hy. Bạch y nữ tử thân thể hơi hơi phát run, tại Diệp Thần khí thế bao phủ xuống, mảy may cũng không dám phản kháng, đạo tâm đã bị nghiền ép khuất phục, hoàn toàn không có vừa mới bộ kia thanh lãnh bộ dáng, như một đầu đợi làm thịt con cừu nhỏ. Diệp Thần hỏi nàng cái gì,
nàng liền trả lời cái gì, tinh thần đã không sinh ra một điểm kháng cự. Ngươi không phải Sửu thần tộc người. Diệp thần lại hỏi. Ngư Triều Hy thân thể càng phát run, bờ môi cũng run dữ dội hơn, trong lúc nhất thời vô ngôn trả lời. Mộ chủ, nàng tựa hồ là đệ đệ ta dưới trướng người a. Luân hồi mộ địa bên trong, Lạc Phi Thiên hơi kinh ngạc lớn tiếng nói. Cái gì? Diệp thần ngoài ý muốn. Lạc Phi Thiên nói, ta có cái đệ đệ cùng cha khác mẹ, hắn gọi rơi Tiêu Giao, xưng là Tiêu Giao Đại Đế, năm đó thành lập Tiêu Diêu Đạo Tràng, cùng ta Vọng Hồ Đạo Tràng, là vì gia tộc song vách tường. Ta thiên sinh vũ trụ mệnh cách, mẫu thân hắn một lần nghĩ cắt đi ta mệnh mạch, cấy ghép đến trên người hắn, nhưng hắn cực lực phản đối, hắn là cái thiện lương lại người quật cường, hắn Tiêu Diêu Đạo Tràng, đồ đằng là một bức bạch vân tiên hạc, đại biểu cho Tiêu Giao tự tại. Lạc Phi Thiên đồ đằng là một đạo kiếm hình phù văn, đại biểu cho văn minh chi kiếm trật tự. Mà rơi Tiêu Giao đồ đằng, thì không phải vậy trật tự, mà là Tiêu Giao, là bạch vân tiên hạc, tự do tự tại. Diệp thần nhìn thấy Ngư Triều Hy bộ ngực bên trên, quả nhiên đeo một viên vân trung hạc huy hiệu, nghĩ đến cái kia chính là Tiêu Diêu đạo tràng đồ đằng tiêu chí. Chỉ thấy Ngư Triều Hy cắn môi, đang run rẩy một lúc lâu sau, mới đáp ta không phải Sửu thần tộc xuất thân, ta là Tiêu Diêu đạo tràng thánh nữ. Là Tiêu Giao Đại Đế dưới trướng đại đệ tử. Ngươi, ngươi đừng giết ta, bằng không, sư phụ ta sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp thần cười cười, tiến lên trước một bước, bốc lên cằm của nàng, nói, ngươi đang uy hiếp ta sao? Ngư Triều Hy thấy Diệp thần lạnh lùng ánh mắt, thân thể run lên không còn dám nói bậy, nói, không. Không phải, chẳng qua là, ta nghe nói, luân hồi chi chủ là quân tử, là không lạm sát kẻ vô tội tồn tại, ta. Ta và ngươi không oán không cừu, ngươi sẽ không giết ta đi. Diệp thần cười cười, thấy Ngư Triều Hy một bộ khẩn trương phát run bộ dáng, nói, ngươi nếu là cái gì thánh nữ, làm sao như thế sợ chết. Ngư Triều Hy thân thể lạnh cóng, không nói gì với nhau. Lạc Phi Thiên nói, mộ chủ, là ngươi thiên đấu đại đồ kiếm sát khí hù dọa người ta tiểu cô nương. Nghe vậy, Diệp thần mới chợt hiểu ra, vừa mới hắn cùng thất vô đánh nhau. Sử một chiêu đại đồ kiếm khí, lúc này trên thân vẫn có sát phạt dư vị. Cỗ này sát khí dư vị, liền Diệp thần chính mình cũng chưa từng phát giác, lại vô ý ở giữa, đánh sâu vào Ngư Triều Hy đạo tâm, để cho nàng cơ hồ sụp đổ. Diệp thần liền đem trên thân sát khí thu lại mà lên, nhìn chăm chú Ngư Triều Hy, cười nói, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta tự nhiên không giết ngươi. Ngư Triều Hy áp lực giảm bớt, thở dài một hơi, nhưng nội tâm e ngại đã hình thành. Liền khó mà tiêu trừ, đối Diệp thần chỉ có kính sợ, không hiểu lại gương mặt đỏ lên, nói, ngươi. Ngươi muốn ta làm cái gì? Diệp thần bàn tư một hồi, trong lòng lóe lên đủ loại suy nghĩ, hỏi, ngươi vì sao lại tại u ám cổ thành, ngươi cùng hắc ám tà điện, có giao dịch gì? Ngư Triều Hy nuốt nước miếng một cái, cân nhắc ngôn từ, cũng không dám giấu giếm, nói, là sư phụ phái ta tới ta mang theo trọn vẹn 72 cái phá trận sư, lại tới đây. Nhưng còn chưa đủ, cho nên ta lại liên lạc phần tịch Linh Sơn, mời một cái phai màu người sát thủ tới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 545.